Kêu mà đất, kêu mà đất. Kêu mà đất. Hello mấy chị đẹp. Chấm chấm bài lên nhìn mày mày với. Chấm chấm bài lên nhìn mày mày với nha. Chấm bài lên em nha mấy chị. Để chấm bài lên. Quần ngố a sót nữa chị. Dạ chị. Quần ngố a sót giùm em. Đúng rồi. Quần a sót á, bao của nó đâu. Quần quần nâng mông. Quần nâng mông a sót nè. 59.000 một cái. Quần nâng mông của a sót nha, quần này có túi cho mình, nâng mông, vải cực kỳ dày, đẹp luôn, form lên chuẩn lắm. 59.000 một cái giùm Mai, Mai có đủ size từ ML, 1XL, 2XL và 3XL nhé. Có size từ 40kg cho tới 70kg, 1m6 vừa. Đủ size, 70kg, 1m6 vừa dùm Mai. Quần này mặc mát lắm, nâng mông nè. Con này dạng nâng mông dùm Mai nha. A sót nâng mông. Đằng sau nâng mông là đằng trước là hai túi cho mình.
rất là đẹp nha. 59.000 cái thôi, size nào cũng vậy á, size nhỏ cũng 59 và size dài cũng 59. Em ấy không có quần dài chị yêu ơi. Em ấy không có quần dài. Bữa nào lấy quần sâu bán rồi trời. Bữa giờ quần suông với quần loe cất cả chảnh luôn, chưa lo xuống luôn. Rồi chị nào lấy quần ngố thì comment cho em số ký 59.000. Có dài, có ngố à, mấy không có dài. Rồi bộ này nha, xả kho cho mấy chị nè. SM cùng size M hai cái cho Võ Thảo, ok. 59.000 cái hai cái size M Võ Thảo nha. Lụa em xả rồi mấy chị. Quần ngố thêm 66 kg Diễm My ok nè. Ngọc Quỳnh ok. 69.000, 59.000 một cái thôi, 59.000 cái quần có túi cho mình. Có size từ 40 kg tới 70 kg vừa giùm em nha. Con này là lụa, vải lụa. Lụa cát hàng. Lụa cát hàng giùm em nè. Quần có túi cho mình. Quần dài nó chạy bo dưới nha. Quần dài chạy viền viền bèo dưới giùm em Mai nha. Quần dài chạy viền bèo. Form này là lụa cát hàng giùm em. Trên 40 kg và dưới 58. Dưới 58 kg giùm em vừa. Trên 40 và dưới 58 kg vừa giùm Mai nha. Bộ lụa cát hàng cổ bèo. Bộ này là 89.000, Mai xả cho mấy chị 59.000 bộ này luôn. 59.000 nha. 89 xả 59. Lụa cắt hàng giùm em, rất là đẹp luôn, 59.000. Em còn bông nè. Bèo dễ thương lắm. Bèo áo, bèo tay nè. Trên 40 và dưới 58 kg vừa, chị nào cao gọn người thì 60 kg cũng ok nha. Rồi có về cho em là mã xanh ngọc giùm em. Xanh ngọc em còn mấy bộ à? Hàng này em về rất là nhiều. 59k cho Mai xanh này luôn nha. Xả kho, banh nóc luôn. 89 còn 59.000 chị giao lỗ giá dưới vốn luôn á. Còn là giá dưới vốn tại vì có mấy cái à. Em xả cho trống kho chứ còn thứ ít mà để lại để hoài nó càng ngày nó càng nhiều quá. À, nó rối ha. Rồi, xả từ từ cho nó hết nè. Lên con này là mã xanh ngọc giùm Mai nha. Chế yêu nào dưới 58, 60 kg 1m6, gọn người thì hốt cho em bộ này. Đẹp lắm. Lụa cắt hàng giùm em nha. Lụa cắt hàng, con này là lụa cắt hàng. Lụa cắt hàng cũng có túi nè. Bèo dưới giùm Mai nè. 65 kg rồi, em chỉ có đồ thun mà chị yêu ơi. Cái bộ thun dài à. Hoặc là quần ngố đang mặc thôi à. Còn những cái này là bộ cam nhạc đang dài đang có không? Tâm cam nhạc à. Cam nhạc, đấy hả? Đây, Fendi, đấy là hoa mẹ đó hả? Hoa mẹ này đúng không? Rồi mọi người cho em một cái nút chia sẻ livestream với nha. Chị Tuyến Kim Thanh Ngọc nè. 89 xả 59.000. 89.000 xả 59.000 cho em mã Thanh Ngọc. Cô mẹ 58 60 kg 6 quay đầu vừa thôi. Đẹp lắm.
của các hàng nha. Bèo nè mấy chị, hàng này em bán 89.000 bộ á, bây giờ em xả giá dưới 4 luôn, còn 59.000 thôi á. Lên cho em mã xanh ngọc giùm em, xả kho xanh ngọc nè, xanh lá đậm nè, xanh lá đậm còn đúng một bộ cuối cùng cho em. Con này là mã xanh lá đậm, cổ bèo chú bèo sau luôn nha. Phương Linh Ngô xanh ngọc, ok chị. Xanh lá đậm nhìn con này 58-60kg đồ lại vừa giúp em. Xanh lá đậm nha, xanh lá đậm lụa cát hàng nha, mặt rất là mát. Xanh lá đậm còn một set cuối cùng 59.000, quá rẻ. Cái ngắn còn dài. Mã này cho em là màu màu kem. Màu kem men nha, chấm bi màu kem. Umi em có quần ngố rồi chị, không có dài. Umi em có ngố à. Lá đậm cho tươi Nguyễn. Con này cho em mã bi kem giùm em nha, bi kem nè. Bi kem giùm em Mai. Mã này cho Mai mã bi kem. Trên 45 và dưới 58, 60kg độ lại vừa giúp em. Lá đậm hết rồi Tiến Kim ơi. Con bộ à. Lá đậm hết rồi. Còn bi màu kem nè. Chấm bi màu kem giùm Mai nha. Siêu mặt đá đã luôn mấy chị, da rẻ nữa. Mát rẻ nữa nha. 59.000 cho em mã bi kem. Mấy con xanh ngọc đang mặc nè. 58-60kg quay đầu giúp em vừa. Còn xanh ngọc, còn bi kem, còn mấy mã à, cho nên mấy xả nè. Hàng này đẹp nha, xanh ngọc Yến Trương Nguyễn. Mặc vô chồng đầu luôn á, không cần cài nút luôn. Bi kem giùm em nè con này, dễ thương lắm. Bi kem giùm Mai nha. Chỗ nào lấy cô bây giờ bi kem giùm em. Rồi mã này cho em là mã bông. Bông nè, bông trắng nè. Dạ, bông trắng giùm em 58-60kg đội vừa. 89.000 xả 59. 89 xả 59.000 con này. Xả 59.000 con này nha em Mai nha. Bông, bông trắng giùm em, bông trắng. Dễ thương quá, bông này lên nhìn bánh bèo. Bông này bánh bèo, nó hợp với cái bèo này nè. Bông trắng gì Mai nha. Ê, chủ nhật đi chết trơn hay sao trời. Chủ nhật bán được lắm mà. Ê, xích tương tác giả mang luôn á. Chán dễ sợ. Bi kem bông trắng gì Mai cả nhà ơi. Bi kem và bông trắng. Facebook ơi là Facebook. Giờ cho em like qua Sophie luôn á chị. Qua Sophie like. Có chị nào mua đồ bên Shopee, Shopee chưa? Shopee á, Shopee á. Có chị nào mua đồ cho Shopee chưa? Shopee. Rồi bi kem bông trắng 59.000, sợ rẻ nhưng mà không mua tựa. Buồn quá. Trả gì nữa đây? Bán quy được nhiều mà lấy mặt. Chấm chấm bài cho lên giùm em với mọi người. Chấm chấm bài cho lên view giùm em với nha. Chấm bài cho lên view giùm em ơi với. Ủa sao lại mặt đã chứ. Chắc nó mát. Khăn hai gì vậy em? Dạ. Tay phòng của vua mẫu nào em? Chụp màn hình qua chị coi mẫu đó còn chứ chị biết em ai mẫu nào. Tay phòng của vua em để ý mẫu nào em chụp qua giùm chị với. Khăn này chị. Khăn này nè.
nó thấm hút cực kỳ đã luôn nè. Khăn này là mình có vừa đâu mua. Khăn này là người lớn mình xài vẫn được, con nít mình xài vẫn được nha. Con khăn này nè, đó. Nó thấm hút nước ghê lắm, nó thấm hút nước ghê lắm. Mấy chị mà bật xong mà tắm xong là ra thấm lao xíu là nó thấm vô da liền nha. Nó không có bị ướt người. Mình mua cho bé cũng được, nhà bé xài cũng được. Nói chung là người lớn bé thì ai xài cũng được nè. Có cái chỗ phơi khăn luôn, mắc phơi khăn nè ha. Khăn này chiều dài của nó là 1m2. Chiều ngang của nó là 6 tấc nha, 59 ngàn một cái nhưng mang con này. Một cái khăn 59 ngàn. Mua để dành xài. Khăn nhà mình vài bữa nó cũ quá, mình đổi khăn mới nè. Nó sạch sẽ, vệ sinh nè. 59 ngàn cho cái khăn nha. Em có màu cam nhạt, con này màu cam nhạt. 5 màu cam nhạt tím nè. 59 ngàn thôi. Đợt chú em về 90 ngàn rồi đó. Xanh ngọc nè, xám và xanh biển. 5 màu cam nhạt, xanh biển, xám, xanh ngọc và màu tím. Ví dụ mình nữ hoặc là cho bé gái nha, nhà mình xài thì lấy tím, xanh ngọc, cam và xanh biển nha. Còn bé trai thì lấy xanh biển, xám, xanh ngọc, 3 màu. Bé trai là nam gì đó, những màu này. Nói chung là lấy màu càng tối thì nó càng sạch thôi. Nhưng mà mình có con nít á, hoặc là mình nữ á, mình xài những màu sáng cho nó đẹp. Tắm một quấn khăn cũng phải đẹp nữa. 59 ngàn cái cho hai thôi. Chị Phạm thu gắm khăn tím nè. Chị em không nguyện một xám một tím, ok chị yêu. Cái này xài đã lắm. Nhà em là ai cũng xài cái này. Em bán từ năm ngoái mà năm nay vẫn còn xài á. Mua về mấy chị cứ để trong bao đó để dành khi nào mà mình khăn cũ rồi mình lấy ra mình thay thế. Chơi đã ha. Dạ, chơi gì nè? Đi chơi đã ha. Ủa chặt gì? Ai mua vậy? Chặt con chó mà của con đâu? Không, ý là ai mua á? Của cô My cho. Màu tím, màu xanh ngọc, màu xám, màu xanh biển, màu cam giùm em. Còn chị Sen Thu hơi mệt cam sữa còn nè. 101 là Sen Thu ơi. Làm bài đi. Tắm rửa gì chưa? Ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Có ăn rồi. Ba màu xám, xanh ngọc với cam gì Tú Lâm? 59 ngàn cái khăn, mấy chị ra ngoài mua là 90-95 ngàn. Em mấy chị 59 thôi. Rẻ. Xài đã lắm. Xài rất là thấm nước rồi nhanh. Rồi màu cam nha. Màu cam sữa còn nè, xanh thua còn nè. Sao tên cam sữa. Lên anh phát bé không ạ? Có bé hảo thùng. Phát bé hảo thùng mấy chị. Ok, sang thu một bộ nè. Rồi, máy bay lên áo khoác nha. Bé cho chị bạc áo khoác nha. Ừ, bé cũng được, lớn cũng được. Hiểu rồi. Sáng ăn gì rồi? Sáng hả? Hồi sáng về chưa? Sáng ăn gì chưa? Ăn gì? Chưa, hồi sáng ăn bánh mì. Bánh mì chấm cái pate. Ăn nửa ổ. Ăn ở đâu? Lại bún, ăn bên nhà Thành. Buổi trưa bên đó ăn, bên nhà Thành luôn. Ăn tô cháo, ăn tô nuôi. Ăn ké bởi người ta không nhỉ? Sáng có đánh răng cha? Có. Biết đánh răng mình chảy ai không? Thành Thành á, con đánh trước xong nó đánh. Ghê quá à. Có gì đâu. Rồi, chưa tắm không? Làm bài đi rồi tắm. Chưa, hồi chưa đẻ lắm luôn á. Bên nhà anh Thành á mà. Chú Thịnh, hồi tối chú Thịnh hứa là làm trà đạo không? Cái sấy chú Thịnh làm. Ơ, chưa chú Thịnh làm nữa. Đã mà. Bát thịt nữa chú Thịnh. Bát. Rồi, khoác nè, khoác bé. Khoác bé à. 60 luôn nha. 60 cho em mai con này nè.
Con này cho em qua cúc xám, size XL. Size này là 32 tới 40 kg vừa giùm em. Hai lớp dài dặn nha. Lên cho em mặc cúc xám 40 kg độ lại người giúp em. 43 cái quay đầu nè. 43 cái loại vừa cho mai nhau cũng sáng không to. Đẹp lắm, hai lớp dài dặn. 60.000 cái nha. Xả luôn mấy chị 60 nè, bên trong có lớp lót nữa. Cúc xám size lớn. 60.000 phát bé giùm em. Lên giùm em con này mã cúc xám. Trên 35 và dưới 42 43 kg giùm em vừa. Cúc xám giùm ai. Trên 35 kg và dưới 42 43 kg giùm em vừa cúc xám nha, 60. Con này cho em mã cúc xám nha. Dạ biết. Trời ơi, sao wheel kỳ vậy? Ghê. Mọi người ơi, có yêu cầu lên có yêu cầu lên cái gì không ạ? À? Để biết em lên cho mọi người nè. Chứ nhiều khi em lên hàng mà không biết chị có ưng không á. Áo cam. Cam này là trai gái đều mặc được. Cam này size nhỏ nha. Áo cam này trai gái đều mặc được thì em có nón chất kaki. Chất kaki, con này trai gái đều mặc được nè. Chữ đơn giản nè, tay viền, tay vai viền nè. Form này là 17 tới 25 kg vừa. 17 tới 25 kg vừa giùm em con cam này. Bé trai bé gái mặc được nha, 17 tới 25 kg vừa cho em con cam này, túi hộp. Túi hộp nắp túi có nón. Đằng sau nè. Đó. 17 tới 25 kg vừa cho em mã cam 60.000 một cái. Lớp kaki jean nha, hai lớp, dày, xịn. Đẹp. Lên nha, con này là mã 50 kg khoác hả? Khoác 50 kg em không có. Khoác 50 kg là kiểu như áo khoác người lớn luôn rồi. Kiểu khoác người lớn luôn á chị, tại vì em có 47 kg à, lại mặc khoác người lớn vừa. Rồi con này cho em mã tím nè. Tím này là 25. Học bài không có? Bài nhiều. Bốn tờ luôn. Anh Văn xong rồi về học mà phải không? Không, thi xong mà không anh Văn. Đi chị Ngọc Quỳnh cam. Có học không? Biết kinh khác mà. Biết kinh học 5:30 học 6 giờ về. Ờ, vậy hả? Ai biết? Ủa sao? Cô nói có không? Cô đâu có nói gì đâu. Bữa nay không cô đâu nói gì đâu. Thi xong ra về rồi. Rồi, phần này là 25 tới 32, 33 kg nha. Size M. Giữ phòng để trên lầu phòng. Trên 25 và dưới 32-33 kg vừa cho em con này cho em mã tím. Tím cho mai mấy chị da tím nè. Túi hai bên nè, đằng sau Mickey nè. 25 độ lên, 30-32 kg độ lại vừa cho mai. Dưới 32 kg vừa cho em mã tím. Đi mệt quá. Tím giùm em. 60.000 cho mã tím. Lên đầu bộ lụa sẽ lớn đi chị. Có satin nè, không có lụa. Vô bên. Rồi mã hồng cho em. Có satin à chị ơi, không có lụa nha, lụa em chưa có hàng. Hồng này giùm mai mấy chị nha, 17 tới 25 kg vừa hồng. 17 25 kg vừa hồng bé gái là màu hồng theo bích kê rất là xinh. Theo trước và theo sau nha. 60k cho em mã hồng con này, hồng. Trên 17 và dưới 25 kg vừa con này cho em mã hồng. Trên 17 và dưới 25 kg vừa hồng. Đẹp lắm. 60.
có cái chai chị có hồng giùm em. Ok tươi. Mã này cho em xanh ngọc qua cúc theo. Xanh ngọc qua cúc theo giùm ai. Con này giùm em là trên 25 và dưới 32kg nha, 33kg quay đầu. Trên 25 và dưới 32-33kg vừa, thông dép hồng. Hồng thông dép có nè. Rồi xanh ngọc, xanh ngọc qua cúc theo trước và theo sau nha. Trên 25 dưới 33kg. Hai lớp dày dặn giùm em 60k luôn này nha. Trên 25 dưới 33kg vừa cho em mang với chị theo trên vai, trên tay nữa. Xanh ngọc. Xanh ngọc giùm em dưới 32-33kg quay đầu vừa. Xanh ngọc với chị Ngọc Hòa. Cái này cho em mã hồng chuột. Hồng Mookie nè. Cái này cho em mã hồng chuột nha. Size này là 17-25kg vừa. 17-25kg vừa cho em mã hồng chuột. 17-25kg vừa Mickey nè. Mickey trên vai nè. 17 đổ lên nha, 25 cái loại vừa cho em 17 là bé mặc thoải mái luôn á. 25-26 bắt đầu vừa cho em mã hồng chuột. Hồng chuột cho mai nha, 60.000. 60.000 cho em mã hồng chuột. Hồng chuột em 60. Bé trai có con này, bé trai là hình con mèo nè. Bé trai là hình con mèo mềm nha. Hình những chú mèo. Lên satin cũng được chị hả? Rồi ok, satin. Rồi những chú mèo. Mai có đủ size nè. Có đủ size từ 17 đến 40kg nè. Rồi 35 tới 42kg vừa màu cam. Hình có mèo nha. Nón trai đơn giản. Đằng sau hình lớn nè. Đằng trước hình nhỏ nè. Rồi túi hộp chất kaki jean. Hai lớp. Hai hộp bánh sô-cô-la cho Tư Nguyễn ok. 29.000 một hộp. Bánh sô-cô-la ngon lắm mọi người ơi. Có nhiều chị khách đó mua về. Xong rồi nhắn tin cho Mai lấy thêm nữa. Tại vì về bé ăn tầm 10-15 phút là hết luôn hộp bánh. Ăn 10-15 phút là hết luôn hộp bánh, đòi ăn nữa. Nhiều bánh ngon lắm. Rồi lớp với lớp bên trong giùm em nha. Chút kaki nè. Con này là trên 35-42kg vừa cho em mẫu cam. Trên 35-42kg vừa cho em mã cam. Rồi màu bò. Màu bò giùm em 35-42kg vừa cho em mã bò. Màu vàng hả chị? Vàng nào? Màu vàng này là size L. L này là 25-35kg vừa. 27-35kg vừa đó chị. 27-35kg vừa cho em màu vàng. 27-35kg vừa cho em màu vàng nè. 27-35kg vừa cho em màu vàng. Bé ta 25kg hả? 25kg hả? Có màu vàng size lớn nữa, màu vàng 35-42kg. Có vàng 35-42kg nè, vàng có hai size nè. Vàng có hai size 35-42kg vừa. Chị Phạm Thu Gắm lấy vàng nhỏ ha. Đúng rồi chị, cái này kaki của bé trai. Vàng nhỏ 35kg hả? 25kg con này đi. Màu bò này nha, Như Phạm nha. Như Phạm lấy bò nè. Chị Nguyệt Cát còn vàng lớn à chị ơi. Mã này còn vàng lớn à. Trên 35-42kg vừa dùm em. Em còn vàng lớn thôi. Trên 35-42kg vừa vàng lớn dùm em nha. Em còn vàng lớn. Kaki jean. Cái mặt mát lắm. 35-42kg vừa cho em mà vàng lớn. Vàng lớn em mai còn vàng lớn à. Trên 35-42kg vừa còn vàng lớn. Như Phạm lấy bò. Bò 42kg em hết rồi. Em có cam với vàng rồi chị. Lưu Kim. Cam đất được không chị? Cam đất giùm em nè. Dạ không Ngọc Hòa, không có nắng nam không có. Em có xịt nam mà chị ơi. Rồi cam.
cam và vàng giùm em. Cam vàng size lớn. Màu hồng thì size nhỏ nha, màu hồng này. Cam chị Lưu Kim. Vàng lớn chị Hoàng Mỹ Hằng. Hai túi hộp giùm em nè, màu hồng đậu, màu hồng. Hồng đậm nha. Form này là trên 27 và dưới 35kg giùm em vừa. Trên 27 và dưới 35kg vừa cho mã hồng. 27 tới 35kg vừa hồng giùm em nha. Hồng 27-35kg vừa hồng chút kaki. Vừa nha Như ơi. Rồi thỏ cam, thỏ hồng, thỏ đỏ, thỏ vàng. Thỏ cam nè, có tay thỏ nè. Sao nhỏ. Vàng lớn em ai hết Bảo Yến. Trời ơi. Có lộn sai kìa trời. À con này size L. Con này size L giùm em nha. 60 ngàn, hàng mi 60 ngàn. Thỏ nè. Thỏ đằng sau nè. Hồi nữa là nhỏ đằng sau giùm em ai nha. Thỏ. Thỏ cam 60 chất kaki. Rồi 35 độ lên nào, 42kg qua đầu vừa cho em. Thỏ cam. À, có tay thỏ nha, áo có tay thỏ này rất là xinh luôn nè. Áo này em mặc cũng vừa luôn á. Con áo này nè em mặc cũng vừa luôn các chị. Trên 35 dưới 42kg vừa. Em trừ khao cho mọi người rồi, mọi người đừng trừ khao nữa nha. Trên 35 và dưới 42kg vừa cho em mặc cam. Cam thỏ 60k. Kaki nè. Cam thỏ giùm em nha, cam thỏ. Con này là hồng size nhỏ nè. Hồng đỏ size nhỏ. Hồng là 17-25kg. Mã hồng này là 17-25kg vừa. Thay thỏ rất là xinh nè. Hồng thỏ, đỏ thỏ nha, 17-25kg vừa cho em ai. 17-25kg vừa cho em hồng thỏ. 60.000. Mua 2-3 cái cho bé mặc đi mấy chị, đi nắng mặc cũng được mà trời lạnh nên bé mặc cũng được nha. Đây này chiếc kaki nha. Mặc đi nắng là nó mát. Nó không có nóng người. Rồi hồng thỏ. Đỏ thỏ giùm em là trên 17 và dưới 25kg vừa cho em hồng và đỏ. M là 25-35kg vừa. M là 25-35kg vừa cho em nè. Tay thỏ màu đen. Vàng, con này cho em mã vàng. Vàng giùm em vàng, vàng size M. Nhìn cho em vàng size M nha, con này cho mã vàng. Vàng giùm em. Sáu mươi ngàn một cái. Bé trai mang được nha. Mã này của bé trai nè. Hình gấu, tay viền sọc thể thao. Cái này nhỏ nhỏ nè, dễ thương nè. Form này là 15 tới 22kg. Form này là 15-22kg vừa cho em ạ, đỏ gấu. 60k đỏ gấu giùm em đằng sau. Bé trai nha mấy chị nha. 15-22-23kg vừa cho em đỏ gấu. Form này nó nhỏ hơn mấy cái kia xíu ha. 15-22-23kg vừa cho em ạ, đỏ gấu nha. Đây là phối phản quang. Phối hai sọc phản quang nè. Đỏ gấu giùm em, đỏ gấu. Rồi đen. Đen chất kaki. Có tay thỏ. Đen này trai gái đều mang được. Đen mặt cười. Có trai gái đều mang được giùm em. Form này 17-25kg vừa. 17-25kg vừa cho em mã đen. Có tay thỏ nè. Trai gái đều mang được giùm ai nha. Tay viền sọc đằng sau mặt cười. 17-25kg vừa cho mai mã đen. Trời ơi tôi bán nó mình ngủ rồi nha. Cherry Trần lấy đen thỏ lên máy số thoại chị ơi. Lấy đen thỏ lên máy số thoại nha.
Ngọc Quỳnh đen. Mã này cam nè, cam mấy kia giùm em. Áo có bé trai 40kg độ lại còn không em hả? Bé trai 40kg hả chị? Rồi để em lục cho. Con này cho Mai nha. Ôi chết cha, nãy giờ nói lên satin mà quên. Bà nói satin quên rồi. Còn ở đây không? Nãy bà nào hỏi satin quên rồi. Rồi nghe mong đợi nãy giờ. Đằng sau Becky nè, tay viền phản quang giùm Mai với chị chiếc kaki. Chiếc kaki xịn sò, túi hộp đứng nha. Rất là đẹp luôn. Rồi 25-35kg vừa. 25-35kg vừa cho em mã cam. 25-35kg vừa cam giùm em Mai cam. 25-35kg vừa cho Mai cam nha mọi người. Trời hôm nay xả hàng không phải là đúng hộ đi. Chị nào satin rồi lên lại giúp em đi. Nó satin nè. Còn này tới hết hả? Thực quyên dễ sợ luôn á. Má ơi, trời còn mấy người nè. Chết luôn. Mẹ biết sao rồi ta. Đi coi lại coi. Mấy chị ơi coi được không ạ? Chấm chấm bài cho lên bài giúp em với nha. Kinh khủng, xíu tương tác kinh khủng. Lên gì mọi người ơi. Trời, chốt hàng bớt bớt lại đi, chốt nhiều chắc chết. Hello chị Thùy Nguyễn. Bộ thun hả? Bộ thun dài hay sao? Còn phải bé trai 40kg không em? Bộ thun dài ha. Mình nói chị mới bộ thun dài. Bộ dài. Một phải bé trai 40kg, cái trai cũng ít lắm chị ơi. Ờ, bộ dài 40kg còn ít lắm, đợi bộ con thôi nè. Bây giờ là cái bộ này, 95.000 này Như. Bộ gấu này Như. Làm sao ký lấy gì vậy? Dạ. Bảy cho mẹ. Bảy. Con này dài nè. Dài 95k bộ này nha. Quần là chạy việc sọc thể thao. À, có túi nhưng mà đầy đủ hết nha. Form này là trên 45 và dưới 65kg may vừa 95k. Gấu loan màu. Loan màu gấu nè. 95.000 cho em mã loan màu gấu nè. Gấu, gấu. Cái này dễ mặc lắm. Áo này có thể tách rời ra mặc với quần sò, quần ngố cũng được nữa. Rồi quần này cũng tách rời ra mặc được luôn. Nói chung là bộ một bộ đó nè. À, áo màu cam thì quần nó chạy xài viền sọc cam. Nó sọc viền giống màu áo ha. À, sáng này Mai xả 95 ngàn cho Mai gấu cam.
Trên 45 là kiểu 65, kiểu 66 thì may vừa. Gấu cam, gấu đỏ nè. Bọn này Như lấy chưa? Không có tông thái nha. Gấu cam, gấu đỏ, gấu đen. Gấu cam, gấu đỏ đơ và gấu đen. Trời ơi bị gì vậy trời. Dài chị. Có màu khác tay ngắn được không? Gấu cam như Phạm ok nè. Chị ác xì của. Trên 45 và dưới 65 cái mét 6 giùm em vừa. Dài lên tình đỏ nè. Trời ơi con này em mã đỏ. Em có bộ khác tay ngắn được không chị Nguyễn Thúy? Em có bộ khác tay ngắn được không chị? Đỏ gấu lai màu đỏ giùm em. 95 ngày sách này hình gấu với hình ô nè. Hình con gấu lai màu bán đồng giá luôn á chị ơi. Đồng giá với ngố luôn nè. Trên 45 và dưới 65 kiếm mét 6 giùm em vừa. Con này cho em mã đỏ. Cam đỏ. Cam đỏ và cam đỏ. Xanh rêu hả? Không phải. Cam đỏ đen hồng. Cam đỏ đen hồng và xanh rêu giùm em. Cam đỏ đen hồng xanh rêu. Có bộ quần dài sọc trắng đi không mai, quần sọc là mới hết lâu rồi. Bộ đó Như Phạm hỏi lâu rồi phải không? Bộ đó là lâu rồi Như Phạm. Quần sọc mới hết lâu rồi. Ác xì. Có đi học không vậy? Cho khỏi trường thì gọi thử thôi. Mà hết pin thì là. Ủa chị lên kêu tối ngồi bên bển hả? Gì vậy? Chị lên kêu tối ngồi bên bển hả? Bển nó mới gọi anh nè. Kêu qua liền. Giờ anh đang dọn mồi. Rồi có không qua chị Xuân hả? Qua sao không? Trời hứa anh ta mà không qua trời. Ờ. Hẹn phát rồi không qua. Ngồi bển dây chứ 7 giờ mấy qua bên đó cũng được. Em cứ bán đi. Gieo à? Ai biết? Qua nói chút rồi anh chơi với anh Thịnh chút cũng chạy qua bên kia rồi. Hẹn ra sao sắp hứa được. Dạ không Ngọc Hòa ơi. Hết pin này. Hết pin này nè. Hết rêu nè. Bỏ xuống cộng con pin ta. Rồi con này xanh rêu giùm em. Hạng lắc quá hả? Ờ bởi vậy. Đúng rồi, Như ơi, Như chụp lại giúp Mai coi cái bộ đó bộ gì nha Như nha. Như quýnh cái mỏ gì vậy? Rêu cho lên tình. Kè nè, pin nè ba, pin nè ba. Nếu em bóc cho Mai bộ đó đi. Cái bây giờ nhắc con không nhớ bộ nào hết. Cái bộ này đẹp cũng chết luôn nè. Bộ chị Sang Nguyễn chốt màu gì nè. Em nhìn hình em nhớ không? Chị Sang Nguyễn nè. Tươi Nguyễn màu này đẹp vậy. À, bộ chị Sang phòng này hả? Bỏ chỗ này còn nguyên cái đó. Sang Nguyễn. Đây. Lấy một bộ này màu xanh.
Màu xanh là cổ viền này nè bé. Mày á, mày á. Đúng không? Rút màu xanh ra. Màu cam, màu xanh hả? Gặp, màu xanh sao á, cái bụng nó dễ dẻo. Da màu này hả? Gặp gặp sao á. Nãy giờ xe buýt quốc, xe buýt bung bung. Ờ, hết da hả? Xe này chống đụng luôn á. Bấm nó là. Đặt tên tay ngắn hả? Đặt tên tay ngắn để em xíu nha. Trang Nguyễn với cái bộ này nữa. Bộ này nhớ bỏng nặng đâu. Màu cam luôn. Đặt tên tay ngắn không? Để em xíu. Mày con đỉnh cho điện thoại thôi để người ta giật. Cái máy này rồi. Màu gì chứ máy? Mày ra luôn á. Cho em hộp tế bào chết. Ở đâu mà? Dài tim đi ạ hả? Dài tim là dài cổ tim á hả? Dạ em cảm ơn chị em Minh Hương nhiều. La tin tay ngắn em lên liền. Hộp tế bào chết gì nhiêu quên rồi. Hộp tế bào chết bán nhiêu quên mất tiêu rồi ta. Để coi có không? Ờ, nhìn đó hả? Coi. Đó, đó. Ôi, hay quá. Sang nữa chị. Sang Nguyễn, 649. Rồi, bộ này giúp em. La tinh tay ngắn nè, 110.000 nha. Con này cho em làm mã bi bi nâu. Đây. Quần dài nha, chạy viền dưới đây nè. Quần có túi hay đầy đủ cho mình nha, đường may rất là kỹ. Nhìn bộ quần gì mà. Hả? Lầm. Phá giá quá nè. 105 bộ đó. Ủa? Cái này 115. Bộ dưới 105. 115 dưới luôn. Căn nhiều là tỷ hả? Đúng rồi. Tỷ mới. Rồi, 40kg, 45-60kg vừa cho em mã bi nè. Bi nâu giùm em nha, 110.000 tay ngắn ngày mai, chất Latin. Bao đẹp luôn nha mọi người. Trên 45 và dưới 60kg vừa con này cho em mai. Bi nâu giùm em. Chị Miu ơi, mấy mấy phải không? Chị đây. Để chuẩn ra phòng. Bi nâu nè, tay viền nè. Chị. Mã này cho em mấy mã xanh mặt cười. Mã xanh đậu. Một lai màu rêu 95 nữa cho Như ok. Chị. Chị đây. Một lai rêu 95 cho Như nữa. 11, nó lẻ. To lựa, to rực, to to bàn không? Con nó đủ rồi má ơi. Má làm những nhà con là chạy chó nữa. Bảy mã
thay con quá không. Ủa đâu nữa mẹ. Đi. Mẹ. 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 Có màu rêu rồi, màu đen không? Như ơi đây đen được không nè? Lúc đen cái đen như đen thì nó chạy về màu da. Đen chạy về màu da gì mai. Này màu đen, đen đẹp á. Lên màu đen. À bắt rêu à. Mày ở đây cho em nè. Cái chai cho nó hả? Con rôm đây. Có. Có. Ờ, cậu để con chai. Rồi, mình xăm đây dùm mai. Mai còn đen, hồng, đỏ. Đen, hồng với đỏ đô. Với cam á, bốn màu đen, hồng, đỏ đô với cam. Đen, hồng, đỏ đô với cam. Rồi má này cho mấy mặt cười xanh nha. Chất Latin bao đẹp nha mấy chị ơi. Con này nè. Xanh giùm mai. 60kg lại vừa cho mấy tay ngắn. 45-65kg vừa giúp mai á, đẹp hồng hồng. Bộ đen nó 45 độ lên 65kg rồi vừa. Xanh đậu mặt cười 110.000 nè. Chất Latin xịn sò nhé. Xanh đậu đỏ đôi cho Như ok nè. Còn Như đỏ. Đỏ có đây chị. Ok Như có đỏ. Bộ đen là trên 45 với 65 kg cho mai vừa. Rồi 45 với 65 kg vừa cho mai con xanh ngọc này. Xanh ngọc tay ngắn. Latin. Đẹp lắm. Chút vải mặt đã lắm, nó trơn. Trời ơi ngồi mà nó muốn tuột xuống cái ghế luôn á. Xanh ngọc. Tay ngắn còn màu này nữa. Màu này là màu hồng. Màu hồng đêm nè, màu hồng hoa văn này đẹp nha. Hoa văn này phối tay Burberry nè. Hoa này phối tay Burberry cho em mở hồng. Cái gì? Kêu nó về cho nó học bài chứ. Là bài chùa. Cho em 45 rồi xong mới kiếm vừa cho mai con hồng này. Hồng nhá. Chất Latin mấy chị nha, bút ba đẹp luôn nè. Hồng cho em mai, quần dài chạy viền. Tập Burberry luôn nha, 101 trăm sáu để ngồi hay ít hả? 101 giùm em. Dạ ba mấy bài lên hồng. Hồng với em mai. Hồng phối với sang quá trời luôn. Hồng phối với sang đúng rồi mấy chị. Cái này khó xếp mà chị xếp này chuyện của em nó bị bung hết. Màu cam sữa. Cam sữa hồng. Con này cam sữa chuột nè. Cam sữa giùm em. 58, 60kg đồ lại vừa. Lo trở lại bài, tập trung làm bài đi nha. Cam sữa giùm ai, cam sữa Mickey, Lucy Mickey. Xinh xuất sắc luôn nha mấy chị. 110.000 cho mai cam sữa. Cam Mickey 110.000. Quần quá đây ạ. À. Đẹp lắm. Chất Latin nha mấy chị ơi, Latin. Quá rẻ luôn. Chất Latin xịn sò. 58, 60kg đồ lại vừa giúp em. 101. Vải mà nó càng trơn là nó càng xịn nha. Con này nào vải càng trơn nó càng xịn. Còn vải nó khô á, nó bị khô, vải khô nó bị cứng á. Là nó không có trơn gì đâu. Cam nhạt hồng. Bộ này là tay dài quần dài rồi. Bộ này là tay dài quần dài.
dài dài cái dòng dài. Mã này cho em tím nè, 110.000 tím giùm em. Tím giùm em nha, 58-60 chế độ lại vừa với Mai túi trước nè. Quần có túi, áo có túi luôn ha. Rất là xinh, tay ngắn. Hoa văn LV, logo LV nữa chị. Cái này hoa văn nền của LV á, 58-60 chế độ lại vừa cho em mã tím. Tím giùm em. Trời ơi, mạng ơi là mạng. Mấy chị ơi coi lửa mà có bị lắc không mấy chị? Có bị lắc không ạ? Chấm chấm bài lên em với. Có bị lắc không cả nhà? Buồn làm che môi lá xanh. Có bị lắc không mấy chế ơi? Chấm chấm bài lên em với nha. Nãy giờ có mình em nói rồi. Cái bộ beo này đẹp lắm nè. Xem bộ bi. Bi này là có mở bộ ra nữa không? Mở mặt cười. À đây nè bi nè. Bi nè. Bi nâu. Chị Lan, chị Thành Tú Gắm, Thái Dương nè, sao có 3 người chấm à. Chấm thêm em với chị ơi, chị nào có ở đây chấm chấm bài em với chị nào coi được chấm chấm bài em với nha. Nè bi nè cưng ơi. Chất Latin nha, không phải là satin. Satin thì nó rẻ hơn Latin nha, Latin nó mắc hơn nhiều. Latin này xỉ một bộ là 135-145 không á. Nó đây nè, giá xỉ là 135-145 không á. 58-60 chú ấy là vừa giúp em. Lắc hả chị? Hai chiếc thằng L là này phải không? Đây. Mẹ đóng bao nana lại con nè. Nó kêu gửi xe liền nè. Đúng rồi, trên tay chị Mai là khăn. Khăn tắm. Cục đó hả? Cục đó Hương Trang nhận cước nhiêu ta? 120-140 luôn ta. 140 ha. Lấy một bi màu xanh ngọc, ngọc diễm ok chị. Một bi, một bộ bi với một xanh ngọc. Đúng rồi, em thích bi này lại đi. Ngọc này anh ơi. Ngọc diễm in ngoài, lên cho Mai xuất hoại nha. Màu xám ở đây nè, khăn này 59.000 thôi. Đồ chúng Mai về là bán, đồ chúng Mai về là bán 90.000, nó khăn to. Khăn này người lớn và bé đều xài được luôn. Nhà nó thấm nước rất là nhanh. Tắm xong là lau khô, cái là thấm nước liền luôn á, màu xám nè. Dài 1m2, chiều ngang của nó là 6. Chiều dài 1m2, chiều ngang là 6. Có 5 màu cho lựa chọn nha. Sáng, xám, xanh biển, xanh ngọc, màu tím, màu cam sữa nha. Xám, xanh ngọc, tím, xanh biển, cam sữa. Thank you.
gram sữa khăn chị Lưu Kim. Ngọc Diễm cho Mai số thoại nha. Mai mất số của chị rồi. Mai mất số của Diễm rồi, Diễm ơi. Khăn 59.000 một gram sữa chị Lưu Kim nè. Khăn cam sữa xám, xanh biển, xanh ngọc, 5 màu, tím nữa. Xài mát, xài đã lắm. Thấm hút nước nhanh lắm. Bộ bé này đẹp lắm nè cả nhà. Lộn nè. Ồ, bộ dài này 115 giùm em. Cô Tâm Thái xịn sò 115.000, quần là chạy viền beo hai bên nha. Quần là chạy viền beo hai bên giùm em nè. Bơm này là 48 độ lên, 62kg quay đầu vườn. Trên 48 thì chỉ 62kg vườn giùm em. Cho em coi bộ này chị lấy lên, chị nói là đồ dài tay vậy chị. Mai mình có lấy một bộ 7 màu sao không thấy chị. À rồi, ngày mai em chốt cho chị Thu nha. Học tên dài, sao tên đó ha. Nè, tay dài cái này hoạt hình. Đây là hoạt hình tay dài. Hoạt hình cái gì? Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Sáng này có đăng hình nè. Sáng này có đăng hình nè mấy chị nha. Sáng này có đăng hình nè. Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Bạch Tuyết luôn á. Có áo, túi áo và túi quần đầy đủ luôn. Satin nha. Chất này chất Latin. Chất Latin nha mấy chị nha. Vải cực kỳ đã luôn á. Latin. Bao đẹp. Trên 40kg và dưới 58kg giùm em vừa. 58-60kg quay đầu. Ok, chú Nguyễn Thanh nè. Bữa nào qua lấy hai luôn hai bộ đùi kia ha. Hai bộ đùi satin hồi bữa. Rồi, cái set beo cam này giúp em 110.000. Trên 48 và dưới 62-63kg nè. Mai có màu cam. Màu cam, màu bò, màu xanh. Ba màu. Cam, bò, xanh giùm em ba màu. Cái này cô Tâm Thái xịn nha, 115.000 giùm Mai với chị Tú trước nè. Quần chạy viền beo nè. Hôm nay nó đẹp lắm. Trên 48 dưới 62-63kg giùm em vừa. Cam, xanh và bò. Cái gì? Đâu có, đi xem à. Cam, xanh và bò giùm em. Ghi thông tin. Cam, xanh, bò. Dạ. Ghi dễ dán đi. Đợi xíu đi. Chui chuyển khoản mà. Bò giùm em, coi cái mã bò. Cái này đẹp lắm nha, cô Tâm Thái vải xịn nè mấy chị, dưới 62-63kg em vừa. Nó nhúng 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 ở trên ngực nè. Chạy beo bên ngực giùm em, tay phòng nha. Tay phòng giùm Mai, tay phòng. À Ngọc Diễm ơi, cho em xin số điện thoại Ngọc Diễm ơi. Ngọc Diễm cho Mai số điện thoại nha. Phương Trang xám khăn 59.000 cho Phương Trang nè. Hôm nay không thấy Giang Hưng. Xám khăn cho Phương Trang.
dài tay ha. Áo không có chị. Đó rồi, nó không có chị. Dài tay. Dài tay có màu đen này. 101 mà thôi. Hàng này là Latin. Hàng Latin nè. Vải cực kỳ xịn luôn á. Đây là vải đen nè. Đen nha. Hình nền Mickey. Form này là 58, 60kg, mét 6, đồ lại vừa giúp em. Đen nha, đen viền. Bộ em là 101 chị ơi, 101. Gặp gì có số nè. 101 giùm em ạ. 0943 711 506. Vì sao nhỏ, ê lỡ sự giá là 101. 101. Rồi tay dài, con này dây mã đen 110.000 giùm em nha. Chất Latin nha, bao đẹp mấy chị. 58-60kg mấy đầu vừa cho em mã đen. Con này cho em mã cam sữa 101 đồng giá giùm em. Tay dài cho em con này là mã cam nhạt nè. Màu cam đẹp lắm. Ủa chút nó đẹp giả mang luôn á. Hàng xịn sò nha. 58-60kg đồ lại vừa cho em mã cam. Màu cam hơi mệt. Tay đó nha, túi nó có viền nè. Rồi tay chạy viền Hermes nha, cái này là may kỹ từng đường nét luôn. Chỉ 110 thôi, xịn sò nha. Chất Latin bao đẹp luôn mấy chị. Rồi lên cái này mã cam giùm em. Cam 58-60kg, rồi lại vừa mai nha. Cam sữa nè. Cam sữa Hermes nha, quần của nó cũng chạy viền với chân. Đây chạy viền logo Hermes nè ha. Đẹp lắm, may kỹ, quần không to, có túi. Chất là chất Latin nha, không phải là chất satin nha. Latin nó mắc hơn satin nhiều. Cam sữa đen và đang mặc là xanh rêu, xanh lá đậm. Cam sữa đen, xanh lá đậm giùm em. Cam sữa đen và xanh lá đậm nha. Facebook ơi là Facebook. Trăm mười ngàn giùm em. Thu Nguyễn lựa đem gì được không? Thu Nguyễn ơi, áo thun hả? Con dạ. Áo này là nằm ở trong cầu thang nè. Cho tim để dưới. Rồi áo thun. Form này hàng Quảng Châu xịn sò nha. Để chung satin. Satin này là để cái này bộ đùi lỗi thôi. Đùi lỗi để chung satin. Ở cái này là sáng thì chung với tay cánh dơi bệnh đó. Ở Quang Trung nó bán hơn đâu. Tên tay áo viền đá nè. Áo viền đá giùm em nha. Form này là 40kg cho tới 54kg vừa. 40-54kg vừa giùm em. Con đỏ đá này xem với chị 50 ngàn. 50 ngàn hàng Quảng Châu nha. Khối đá trên áo nè. Áo chị đá không? Nó bóng bóng nè. Trên 40kg và dưới 52-53 cứ quay đầu vừa cho em mà đỏ đá. Đỏ đá, khối đá rất là đẹp. Với cái nón này là đá luôn á chị nha. Với cái nón này là đá hết luôn á. Xịn lắm, vừa hình vừa đá nè. Con cái duy nhất là đỏ đá giùm em. Bộ xin lô mai giống bộ bài thật không? Sau lưng em là cô Tông Thái chị. Đỏ, áo đỏ cho Nguyễn Hảo Nguyên. Lẽ quần ngố mấy còn thế này.
Thì ngố em mai còn cái size này nhá. Size này là size M. Lấy bộ em mặc ok chị Võ Hoa Lài. Võ Hoa Lài lấy bộ mặc ok chị yêu nè. Tay dài tay ngắn chị. Rồi con ngố này nha, con ngố này size M tầm dưới 52-53 chứ quay đầu vừa với em. 52-53 cái lại vừa cho em size M nha, ngố. Lưng hai nút nè, có hai bảng điện hai bên đây ha. Rồi con này em sale cho mấy chị 70 ngàn cho em mã quần size M. 52-53 cái quay đầu vừa. Size M 70 ngàn. Cái này cũng chưa biết cục này. 70 ngàn cho em. Chị coi bộ bên tay trái sau lưng mai. Tay trái là bên đây của em đúng không? Trái là bên đây nha chị nha. Tay trái là bên đây nha chị. Dù khi chăm lai hình nó ngược lại á. Tay trái là bộ dài. Bộ ngố bây giờ chị còn size 56-57 cái độ lại à. Phương Trang ơi, bộ đó em vừa không? Vừa nha Ngọc Hòa, em M52kg vừa. Bên đây. Bên đây là bộ ngố. Bên đây là sách ngố giùm em. 95 ngàn 45 độ lên nè à. Ngọc Diễm em mờ lấy quần ha. Quần Ngọc Diễm 95 cho mai con này nha. Nè quần ngố. Sẽ có tông ngố nha chị. Con mày là trên 45 và dưới 65,6 kg. Chị nào mà cao tầm 1m50 mấy là tầm 60-62 kg vừa đổ lại giùm em. 56-57-65 kg đổ lại vừa với mai nè. Con này là chú phi size nha. Quần ôm áo phông rộng phủ mông ha. Rồi. Mẫu này mới có màu hồng. 95 ngàn mới có màu hồng. Hồng bò rêu đỏ và cam. Hồng bò rêu đỏ và cam giùm em nha, 95k. Hồng bò rêu đỏ và cam giùm em 95 ngàn. Đẹp lắm. Hồng bò rêu đỏ và cam 95 ngàn giùm anh. Em mờ vừa nha, Diễm Nguyễn mà hết quần rồi. Chị cần dài thêm một bộ nữa. Bộ đã mặc là 58 cái loại vừa giúp ai. Dưới 58 kg vừa. Chị cần dài thêm một bộ nữa. Dài thun á chị, hay là dài dài satin chị, latin chị. Dài chị lấy một cam sữa đi nè. Một cam sữa nãy giờ em bán đầu lai, lai chú em bán đắt lắm. Mẫu này đẹp. Cái này màu cam nhạt mà logo Hermes là sang lắm chị ơi. Này nè. Chất Latin nha. Chất này hàng chuẩn xịn luôn á. Form này là 58-60 kg rồi lại vừa giúp mai nè. Tay dài quần dài. Đây là chị tay dài quần dài màu cam sữa nè. Đẹp lắm, Hermes. Hermes nha. Có may tay chạy viện Hermes và đùa cũng chạy viện. Dưới chân cũng chạy viện Hermes luôn, có túi áo trước nè. Dạ ok chị. Màu cam sữa đẹp lắm. Chất Latin nha, xịn sò. Rồi chị bỏ hoa lại một bộ cam sữa cho chị nè. Khăn. Khăn này chiều dài của nó 1m2, chiều ngang là 6 tấc. Khăn chiều dài 1m2, chiều ngang 6 tấc nha. Khăn này mình không cho dùng cho mình cũng được. Hoặc là khăn cho tắm cho bé cũng được nha mấy chị nha. Bé nhỏ cũng được, mình quấn cho bé đó. Tắm xong mình quấn cho nó ấm. Hoặc là bé lớn cũng được, nói chung là khăn này ai xài cũng được hết, nó thấm hút nước rất là nhanh. Các chị dùng để chạm vào da nhẹ thôi là đã không hút nước rồi đó. Rồi mấy có màu xanh biển. Màu xanh ngọc nha, khăn 59 ngàn à. Rẻ, đợt cái về 90. Giờ về đợt này về có 59 ngàn thôi. Có tay ngắn luôn chị. Ok, xem thông bộ xanh đậm đang mặc sang thu nè. Đầu lòng cái rồi. Rồi, lấy bộ đang mặc. Tay ngắn có chị rồi, xanh ngọc. Rồi, xanh biển. Màu tím. Màu tím nè. Ủa khăn đâu hết rồi? Màu cam hết hả bé? Khăn đâu hết rồi?
Màu cam hết rồi hả? Màu cam nhạt với là màu xám. 5 màu. 59.000 cái thôi, khăn to đùng. Thấm hút nhanh, giặt nhanh khô rồi người ấy nghĩ xanh. Cái còn hai cái cuối cùng là hết rồi. Ba này đi xuống đâu là nghe một chút hoa tới đó. Chứ là gì đó. Chụp có hai cái chứ mấy. Chụp đây cái chụp trên đầu cái hai cái. Chụp cam. Sáng trời ơi. Cây này mới quắt hai mới gửi về. Trời ơi nồng nặc. Cây mới. Thằng này mềm lắm mấy chị ơi, nhà em xài nè. Mềm lắm, cực kỳ đã luôn á. Bốn lần xua rồi nha em yêu. Là sao chị yêu ơi? Không. Ok, lên áo nữa. Cam còn hai cái hết rồi. Bá cũng xuống rồi, bái cho 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 À, dạ, đợt này không có đâu. Mua ngay đi, bỏ cho. Có lẽ kìa. Lấy khăn đi mọi người, khăn em bỏ cái nữa. Đâu, khăn sẵn đi, gửi mình nha nè. Cái chuyện khỏe nữa, con mắm nè. Coi coi. Khăn. Dạ. Để Phan hả, coi chuyển khoản chưa, đi nó cục ngân hàng đi gửi. Thôi đi. Gửi đâu? Nó chưa chuyển khoản mà, đi. Hay chủ nhật nó chơi chuyển khoản sợ chậm mang cái nhậm. Gửi đâu? Gửi ở đâu? Phương Trang. Phương Trang ha, giờ chở qua tiệm gửi bển. Nhưng mà nó chuyển khoản thì kêu chí thằng Mỹ tiện gửi trả lời. Ok, được. Có nghĩ gì không? Chuyện nó đập thằng chí ghi không? Rồi, tay ngắn chị ơi, lên tay ngắn không chị? Tay ngắn hồi nãy có bộ, cái bộ lẻ ngoài đó đi. Còn đây luôn hả? Tay ngắn cái màu cam Mickey nè chị. Có màu cam Mickey tay ngắn nè. Cam Mickey em thấy thật sự rất là xinh. Đây. Xinh mà còn sang nữa. Đây là Gucci Mickey giùm em nha. Quần nó chạy viền ở dưới chân. Quần chạy viền dưới chân nè, tay ngắn quần dài. Form này là 60 tiếng quay đầu của cho em vừa. Nè, 58, 60 cái loại vừa cho em mai nha. Khăn 59.000 à chị Hà Thanh Quỳnh ơi. 59.000 cái khăn giùm em. Con này dây mã cam chuột nè. Cam sữa màu chuột nha, chỗ mẫu này đẹp giả mang. Cam sữa giùm em nha, 110 một bộ thôi, cam sữa. Cam sữa hồng. Hồng Burberry. Hồng Burberry, hồng hoa văn Burberry nè. Hoa văn chữ B Burberry giùm em nha. Hồng tím và tím là LV. Tím là bông LV chạy viền. Đẹp lắm, 110.000 cái ngắn. Và màu xám. Màu xám. Xám. Xám 110.000. Cái nào em cũng nhắc giá hết trơn mà. Xám Burberry nè. Đây là chị. Tay ngắn nè, chất Latin nha, chỗ cái chất có tuột. Chúng nó đã lắm, 110.000 giùm em nè. Con này dây mã xám. Hàng Linh xịn sò. 58, 60kg cái đầu vừa. Xám giùm em, xám, mẫu này em có xám với lại màu hồng. Xám và hồng, hai màu, xám và hồng nha. Sang lắm, tay phố Burberry nè.
đó, chỉ có những hàng xịn mới phối vậy thôi, còn hàng trơn là may trơn đơn giản à, hàng xịn nó mới phối như thế này. Trăm mốt giùm em nha, chất Latin, chất Latin giùm em, xếp lại lần nữa đi. Rồi màu xanh ngọc bạch cười nha, xanh ngọc bạch cười giùm em Mai, xanh ngọc bạch cười. Đến cái bộ dài thun hả? Xanh ngọc bạch cười giùm em. Tôi có khăn lại lần nữa. Áo sơ mi 50 ngàn còn đúng một cái nè. Sơ mi 50 ngàn. Form này là dưới 60kg giùm em vừa. 60-62 cái lại vừa cho em mã sơ mi nha, 50 ngàn cái sơ mi, chất vải đuổi. Chất đuổi giùm em và bầu. Chất đuổi nha, đẹp lắm, tay gấp lai nè, chị vỏ hoa lài tím, ok chị. Tím cho vỏ hoa lài, tím LV á. Khăn à. Bóc vô lấy ra, bóc vô lấy ra. Đây như một cái thôi. Khăn này chị, khăn này em có 5 màu nha, màu cam cam nhạt nè. Khăn này chị dài nó 1m2, chị ghen nó 6 tấc. 1m2, 6 tấc, khăn to. Khăn này rất là mềm. Mai có màu cam nhạt, màu xanh biển, màu xanh ngọc, màu xám, màu tím, 5 màu khăn. 59 ngàn cho em 5 màu. Đi. Xong làm bài đi, không vắng. Làm bài xong đi mẹ cho. Bánh kìa. Làm bài đến đâu rồi? Làm mấy tờ? Ồ, mày vừa. Còn anh chín, còn anh à, 8 vừa. Nè. Lại đi còn phải làm nữa, 6 giờ rồi. Đâu đâu vậy? Tồi như bánh. À hồi lấy chị sơ mi. 50 cao cái chị nè. Mang đồ đỏ rồi. Sơ mi 50k hà Huỳnh. Ở nhà cái khăn chị lấy màu gì chứ? Rồi áo giùm em. Áo nha. Áo này mang mấy cái nè. Xả rẻ mấy chị 45. 45 ngàn này không to. Form này là trên 45 và dưới 65kg giùm em vừa. Có logo hình con nhện bằng đá may vào nha. Trên 45 và dưới 65kg vừa cho em con này 45 ngàn nha. Màu xanh dương giùm em. Con này cho em mã xanh dương, form dài, dấu quần. Có thể mặc phối với lại quần ngố để thành bộ cũng được nè. Rồi trên 45 và dưới 65kg vừa cho em mã xanh dương. 45k xanh dương. Con này xanh dương cho em 45 ngàn. Rồi 45 ngàn con này cho em mã mặt cọp. Hai cái khăn cho chị Hà Thanh Quỳnh. Ok chị. Màu gì cũng được. Mặt kim sa may vào áo giùm em mấy chị nha, mặt kim sa may vào. Giấy nào lấy comment cho em con này mà mặt cọp giùm em nha. Trên 45 mình chỉ xong ký vừa cho em 45k cho em mà mặt cọp. Mặt cọp nè. Còn mấy cái thôi hết rồi. Mặt cọp, con nhện. Phi sai không giống quần dưới 65kg. Dưới 65kg cho mày Mai ạ, à. Màu xanh dương. Cô ban. Rồi con nhện mặt cọp. Nhện còn hai cái. Nhện có xanh lá đây đó chị nha. Xanh lá và màu nâu. Nhện có xanh lá với nâu đó nè. Con này cho em mã nhện nâu nha. Nhện nâu cho em con này, nhện nâu. Trên 45 và dưới 65kg cho em vừa nhện nâu. 8 ngàn đúng không? Dạ. Nâu như chị Kim Tuyến.
dồn đơn đi luôn ha. 45.000 kim tuyến nè, còn xanh lá nè. Bạn bi cũng nhiều đó con, mai dồn. Chị bi tiến thận cho mai chút. Xanh lá giùm em. Tôi con nhận theo chân áo trên 45-45 cái giùm em vừa. Áo bông rộng phủ mâm. Rồi còn nhện thanh lá, nhện thanh dương và mặt cọp nha. 45k. Không bác chứ. Hàng này bán xả, nó rẻ. Chứ mà hàng không đẹp đâu. Cô Tâm Thái chữ sò. Rồi 40kg đến 60kg vừa. 40 độ lên nè, 62kg độ lại vừa chú em Mai nha. Hình con trâu may vào áo nha, màu đen. Áo này sale cho mấy chị 50.000 cho em mã đen. Đen 50 nha. Đâu bộ rồi phải không? Đây 50 dưới 62kg cho 10 giùm em nè. Đen hình con trâu kim sa may vào rất là xinh, dễ thương lắm nha. Đen 50.000. Đây em ở đen à, không có Tâm Thái mặc bao mát. Đen 50 giùm em. Áo sau tay phải, áo sau tay phải là cái nào chị? Đây là chị Kim Tuyến. Rồi áo lan màu cho con này đi. Con cho đâu. Đã cho bánh ăn không? Rồi 40kg, 60kg vừa cho em áo lan màu. Lan màu này xem với chị 45 65 xả nhanh 45 nè. Còn cái à 40kg 60kg vừa cho em lan màu, lan màu còn không ta? Bữa xả hết được không? 40kg 60kg vừa cho em mã loan. Đẹp lắm, chất đẹp nha. Loan dưới 60kg vừa cho Mai Loan nè. Loan 45.000. Hết đen rồi chị Nguyễn ơi. Loan 45. Trên 45 và dưới 62kg vừa. Dạ đồ em đang mặc hả chị? 58kg à. Chị phải cao chị mới 60kg mặc được. Con này cho em mã xanh ngọc. Xanh ngọc đính cườm 60-62 cái loại vừa cho em nha. Đính cườm ở trên áo nè. Kích cườm nè mấy chị. Cườm này rất là đẹp nha. Rồi 45 độ lên 62 cái loại vừa cho em xanh ngọc. Loan 45 ngày cho chị Bình Võ. Em ghi giá lên trên chị nha. Chị bỏ giá luôn. Chị giá luôn. Loan 45 ngày cho chị Bình Võ. Áo này sale với chị 50k. 50k giùm em. Ủa cam bên cạnh là nào đó. Này hả? Hay là cái này? Cam nào chị Nguyễn Hạnh? Thanh Ngọc với Diễm Nguyễn 50k nè. Ghi giá lên ngoài bao này. 50 cho Diễm Nguyễn. Cái xanh ngọc nó bắt đầu màu hồng nữa nè. Hết ngọc nó bắt đầu màu hồng nè. Hồng mà cũng trên 45 và dưới 62kg vừa luôn á. Nó kết cường ở trên áo nè. Kết cường ở trên áo thì mai là chữ Burberry. Chữ Burberry ở ngoài mấy chị nhìn rất rõ nha. Chữ Burberry kết cường ở trên áo thì em coi này cho em mã hồng. 50.000 hồng nha, vải siêu dày luôn á. Dưới 60kg, 2kg qua đầu vừa hồng, hồng cho Dư Phạm. 50.000 cho Dư Phạm hồng. Đồ chị mới ra khói về để con nguyên lắm. Dạ dạ rồi. Quần lửng ha, quần lửng mà cái lưng nó có bảng chữ đúng không? Còn nha Bình Võ nha. Quần nó đẹp dã man luôn á.
Cô nói khách toàn gọi lại hỏi Mai còn không còn không à. Xếp này cho Mai ngố nè. Xếp ngố nha. Xếp ngố này trên 45 và dưới 65 kg 6. Xếp cam này. Cam này sale cho mấy chị 100 105 nha. Xếp mấy chị chẳng 100 nè. Trên 45 và dưới 65 kg 6 thì Mai vừa. Chị nào dưới 6 thì tầm 60-62 kg nha. Cam cam 100 giùm em. Cam 100 ngố. Quần ngố của em còn nha, quần nó về là xuất sắc luôn. Ghi trạm hết hồng rồi chị ơi. 100 ngàn cho em mã xếp cam. Cô Tân Thái nha, vải loại dày, loại 1. Cam vậy 100, Nguyễn Hạnh lấy cam, ok chị nè, 100 ngoài. Ok chị Nguyễn Hạnh. Rồi áo này xem với chị 50 luôn. 50 ngàn cho em mã tím. Đây trên 45 và dưới 62 kg cho em vừa. Em nói với chị nha. Tím đính cườm nè, đính những cái hạt cườm và đính hạt đá nè. Phần này là may vào giúp Mai. 62 kg qua đầu vừa cho Mai mã tím. 50 ngàn mã tím. Bộ cam bên kia nữa hả? Bên đây đúng không? Bên đây là màu đỏ chế. Màu đỏ quần dài chế nha. Bộ cam mình còn không đấy? Bộ cam theo chữ đó, cam lửng đó, theo chữ lên ngực này nè, nó làm trên lầu á, lửng ra để đi đúng không? Hình như nó có màu cam không, nó có màu gì hết á, em nhìn màu cam á. Bộ này bộ dài giùm em nha, bộ dài này 95 ngàn. Rút một bộ cho chị nha, Diễm Nguyễn có cam nè. Điện xuống luôn, có hai bộ đây. Lửng 60 là cái gì chị Bình Võ ơi? Lửng 60 là chị lấy bộ lửng màu cam đó hả chị? Con này là quần dài giùm em nha, quần dài chạy viền hai bên. Bộ này em xả với chị 95. Xả 95. Form trên 45 và dưới 65 kg 6 giùm em vừa nha. 95 ngàn, áo tay ngắn quần dài. Áo Diễm Nguyễn tím ok nè. Quá tím chút chưa vậy? Dạ, chưa. Rồi chế nào lấy cam đúng không ạ? Bình Võ lấy bộ cam đó đúng không chị? Con này giùm em nha. Bộ này em có màu 95 ngàn, có màu cam, màu đỏ. Cam, đỏ, hồng và đen. Bốn màu. Cam, đỏ, hồng, đen. Kim tím, đỏ nhện nâu, sang nhện xanh lá. Cái áo nhện nãy đâu rồi? Rồi đỏ nâu sang xanh lá nè. Hai chị. Cái áo màu nâu của chị Kim á, chị Ca á. Kim tím á. Bộ đen có màu đen, màu hồng, màu đỏ, màu cam. Đen, hồng, đỏ, cam, bốn màu giùm em ơi ạ. Có lửng không? Lửng ngố ha. Lửng ngố 95 ha. Rồi tiếp theo giùm em. Áo này cô Tâm Thái là chất là bao đẹp luôn. Ủa cái này là cái gì vậy? Ồ 45 ngàn cho em mã nâu. Nâu con chuồn chuồn. Chuồn chuồn đá với chị nha. Chuồn chuồn đá kết vào trên áo là chuồn chuồn đá giùm em. Phi size dưới 65 kg vừa, không rộng phủ mông. Kết hợp với quần ngố mặc hình xếp bộ ngố cũng đẹp nữa nè. 45 ngàn cho em mã nâu nha. Nâu con chuồn chuồn đá may trên ngực nhìn mai mai. Nâu 45 ngàn cho em con này mã nâu. Nâu 45k. Rồi, xem đen á chị. Xem đen bộ. Đen này chị Yến.
Lan màu đen. Áo là màu đen nha, áo là màu đen hình con gấu nè. Quần là chạy viền màu nâu, quần màu đen chạy viền sọc nâu. Sẽ 95.000 con này luôn, còn mấy màu à? 95.000 màu này dì Mai nha, còn mấy màu. Form trên 45 và dưới 65kg, bếp 6 dì Mai vừa. Đẹp lắm. Quần dáng ôm, áo dạng phông rộng, phủ mông. Rồi đen. Áo này nha. Áo này xem mấy nàng 45.000 thôi. Hàng đi lô nha, hàng là bao đẹp. Trên 45 và dưới 65kg vừa áo. Áo hình này mặc lên nhìn rất xinh lắm. Mặc với quần ống rộng cũng được nè. Quần jean ống rộng á. Mặc với lại quần quần sọt nè, giống quần nè. Hoặc là mặc với quần ngố ha. Mấy cái hình này cá tính, mình có thể phối những cái bộ đồ hoặc những cái quần cá tính lên với nó ha. Rồi trên 45 dưới 65kg qua đầu của Game Mai 45.000 thôi, chút không đẹp không mấy tiền với chị luôn á. Chút xịn lắm, áo này lúc trước em bán 70.000 nè. 69.000 chứ. Rồi xả nha, mấy con màu vàng, màu hồng, màu đen, màu đỏ. Vàng, hồng, đen, đỏ 45. Quần lửng đen 56kg chị Bình Võ. Quần lửng đen Asos đó chị ha. 59.000 một cái cho chị nè, 56kg nè. 56kg lấy 1X. L. Dạ L. L với một cái M. Ok. Rồi áo 45k giùm em chút màu Game Mai cái gì. Chú Hải lấy đây 95 ok chị nè. 95.000 cái giá. Vàng đỏ. Áo này dễ thương lắm mấy chị ơi, mặc lên nha, mặc lên như là quần sọt dễ thương lắm nha. Dạ không chị, satin latin không có 65kg. Latin không có 65kg, áo này 65kg độ là nhiều giúp em nè. Cô Tâm Thái nha, vải bao xịn luôn. Trên 45 và dưới 65kg giùm em vừa. Đỏ hồng đen. Vàng đỏ hồng đen vàng giùm em, đỏ hồng đen vàng với một bao cũng được. Đỏ hồng đen vàng giùm ai. Mày gặp nó phải ăn giấy bên. Đỏ hồng đen vàng. Mã này cho em là 65kg là vừa cho em mã trắng. Cô Tâm Thái chữ theo. Rồi 45.000 con này luôn nha. Trắng. Trắng 45. Lisa dưới 65kg vừa cho em mã trắng 45. Trắng 45 giùm em. 45.000 cho em mã tím. 65kg bắt đầu vừa cho em nè. Tím giùm Mai nha, tím con này tím. Bốn năm cái lại vừa cho em mã tím. Đồ bằng 110.000. Tím. Tím cho Hoàng Ti thật. Trắng cái bánh nè mấy chị, trắng cái bánh nè. Trên 45 và 65kg vừa cho em mã trắng bánh. Trắng cái bánh nha, trắng cái bánh. Trên 45 và 65kg vừa cho em mã trắng bánh, 45.000. Mã này cho em trắng chữ. Trắng chữ giùm Mai mấy chị nha, cô Tâm Thái nè. Form này là 60kg đồ lại vừa. 40kg, 60kg vừa cho em trắng chữ. Trắng là phối chữ dạ quang nè. 40kg, 60kg vừa cho em con này mã trắng chữ nha. 45.000 cho em mã trắng chữ. Bộ đen màu 110.000. Trắng chữ cho Mai 45. Mẹ này. Con gái con mẹ đó nha.
Mẹ chê con như mẹ chê mẹ thôi. Áo body xịn sò, cổ dây kéo. Form này body nha, 40kg-56-57kg vừa. Trắng chữ chị Kim Tuyền. 45.000 cho em con này luôn, em hết trắng chữ Bình Võ ơi. Rồi, tay viền thể thao nè. Trên 40kg và dưới 56kg vừa cho em màu cam nhạt nha. 56kg quay đầu vừa cho em cam nhạt. Áo body, áo body cho em 45. 45 mai cho em mà cam nhạt. Không bao rip dạng ôm. Cam nhạt 45. Cái màu trắng này. Rồi, 40kg-56kg vừa cho em mà cam đất. Cổ phối như thế này. Full body dùm mai nha. Cam đất dùm mai dưới 56kg vừa. Cam đất chất siêu giãn, siêu dày luôn. Cam đất 45. Ui con này đẹp lắm nè. Con này em phải xem với chị 60. Tại vì áo này em bán tới 85.000 lận. Áo này bán 85, em xả với chị 60 nè. Con này cái mã hồng. Hồng kim sa với chị ơi. Đây đây đây, kim sa chịu LV may vào nha. Kim sa thì kiểu 3D á. Hương nhạc cam, cam MN, ok chị có lộn hương thôi MN, cam nhạc. Ê mấy chị nha, 60-62 cái đoạn vừa cho em. 60-62 cái quay đầu vừa cho em mã hồng, 65.000. 60.000 hồng. 60.000 cho em mã hồng kim sa. Này này mắc, mắc tiền. Bạn rất là đẹp nha. Ở trên của nó là chữ Louis Vuitton mà nó có hình hình lá đâu cánh gì nè. Hồng nhạc. Áo đó 60. Rồi áo này 45 giùm em. 45.000. 40kg-54kg vừa cho em mã trắng nút. Trắng cổ tiên phối hai nút trên ngực nè. 40 độ lan nha, 54 cái quay đầu vừa cho em mã trắng nút. Hồng 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 60 đúng không? Hồng 60 cho Hồng Nguyễn Diễn Nguyễn. Ok, Diễn Nguyễn có hồng. Rồi trắng nút cho em 45 dưới 54kg giùm em vừa nút cổ tiên. Dưới 54kg vừa cho mai trắng nút nè. Trời ơi, bữa nào xả cái áo này coi trời. Về lô này mà bữa quên bán luôn. Rồi con lô này mà quên bán không to nè mọi người. Áo không to 65 vừa để mặc áo này cho gì con. Đẹp lắm. Áo có cổ không to giùm mai nha. Con to tay lỡ. Nói chung chất nó mặc ok, mát, mịn. Đây. Con này phi size dưới 65kg em vừa phong rộng tay lỡ. Con này cổ phong rộng tay lỡ nha, mẫu này hot cực kỳ luôn á. Cái bữa về mà không tàu cái nào luôn. Bữa về mà không có thời gian bán, không để luôn tới giờ. Áo này à, 35.000 nha mấy chị. 35.000 áo trắng này. Tay lỡ nha, bao tay nè. Trên 45 mình cứ thơm cái vừa dùm em. Rất là xinh. Trên 45 mình cứ thơm cái quay đầu vừa cho em trắng. 35.000. Cái duy nhất 35.000 cho em trắng. Đấy là ngọc ngốc. Dạ em cảm ơn chị Huỳnh Nguyễn Như. Có gì mấy cậu. Có hồng mộ hình đồ trắng thế nào không? Cho bên kẹo là bên kẹo không? Trời ơi, mén chú Vinh ta luôn rồi. Cái gì bắt ta luôn rồi. Cô kỳ quá. Em bán hàng dễ thương. Em bán rẻ mà sao bán ế vậy? Hết trắng rồi mọi người.
ok Ngọc ơi. Trắng hoa cúc này còn không ta? Nó chỉ chốc trắng quá trời này bé. Ủa, trắng hoa cúc này có bán không? Kiểu này có bán không? Dễ thương. Thích cái mẫu này tại vì cái tay nó viền ba sọc ba màu đẹp. Con này mấy chị nói chung là mặc ok, nó mát ha, không có mồ hôi. Và có điều đó là họ tay nó lỡ lỡ nó tin quá. Cho nên mấy chị khách lên nhà em ít chuộng nè. Trên 3, trên 45 và dưới 65 cái men vừa, dạng tay lỡ nha. Rất là xinh. Con này cho em mã hồng. Hồng tay lỡ bo màu nè. Logo theo. Hello, ơi, trên ngực dùm em Mai nha, hồng. Con này cho em mã hồng. Trên 45, dưới 65 cái vừa, hồng dùm em 35 ngàn luôn. Hồng 35. Đây là má. Đi. Nè. Đây. Nè. Nó đùa với kẹo đấy. Hồng cho Ngọc mua gấp ok nè. Chúc hồng dùm em mấy chị ơi, hết trắng rồi. Chúc hồng, chị nào chúc có trắng chúc hồng dùm em nhé. Hồng cho Hoàng Phi thật. Tôm to chất đẹp rẻ hiếm nha. Xả luôn mấy chị ơi. 55 xả 35 nè. Chị Thi Nguyễn Hồng. 55 xả 35 dùm em ơi. Tôm này trên 45 chứ không cái vừa mấy chị mặc với lại áo quần sọt nó cũng dễ thương đó. Bảo quần sọt cho em mang nha. Hồng. Chốt em mã hồng đi ạ. Màu trắng em mang có hai con nè. 35 ngàn. Trắng cổ viền đen, hồng cho chị Nguyễn Hằng Yến. Trắng cổ viền đen đơn giản nha. Con này cho em mã trắng. Trên 45 và dưới 65 ký vừa. Chị Ni Nguyễn Hồng. 35 ngàn dùm em mấy chị. Trắng nè. Trắng này tay không bo. Trắng giùm em phi size dưới 65 vừa giùm ai nha mấy chị nha. Trắng giùm em phi size dưới 65 vừa. Con này cho em mã trắng. 35 ngàn 55 xả 35 nè mấy chị. Còn mấy cái à, không có nhiều. 55 ngàn xả 35 ngàn luôn. Bán ế quá xả để chút đơn. Mấy bé nó chút đơn nè. Trắng, có hai cái trắng thôi. Trắng nha, trắng cổ đen 35 ngàn. Bé nào chứ? Bé bự với bé nhỏ. Đó bé có việc làm. Trắng là gì Thi Nguyễn. Sọc vàng còn đúng 3 cái. Trắng với kim heo, áo mặt hồng còn nha mọi người. Chị Kim Tuyến, Kim Tuyền thì thích cái phông to mà không thấy chị lựa ta. Thảo Mai hả? Thảo Mai hả? Để con có biết nè. Dùng đâu với Thảo Mai đúng không? Thanh Nguyễn Thị Trắng. Ô, hết trắng. Hết trắng Thanh ơi. Còn hồng với sọc vàng. Dùng đơn ghi giấy nha. Mai dùng với sọc vàng. Thế nhưng Thanh coi trong điện thoại. Thanh xui. Hết trắng. Còn vàng, sọc vàng nè. Sọc vàng logo. Logo nhỏ nhỏ ngay ngược đây như thế này ha. Hồng đây bà cho Nguyễn Ngay Nguyễn. Sọc vàng dùm Mai nha, 35k. Vàng sọc cho Ni Nguyễn. 55 xả 35 nè mấy chị. Lô hốt lại lô không rồi hốt siêu rẻ mà. Tay nó lỡ nhiều chị không thích. Kim heo hồng đang mặc ok nè. Là hồng mặc hết luôn. Là hồng mặc hết. Hả? Hả? Ủa Nguyễn Nguyễn hồng hả? Ủa vậy là hết hồng nha Kim heo ơi. Hết hồng. À, bóc cho chị còn mấy cái đúng không? Bóc cho chị ít nữa. Ở đây hả? Cục này cục bộ, bộ ngố. Vỡ chung á. Cục bộ ngố là bộ rẻ.
À có bộ ngố rẻ nè. Nó nằm chung với lại. Rồi để cho chị đi. Chị đừng quên. Sọc vàng giùm em, sọc vàng, con này cho em là sọc vàng. Sọc vàng giùm em Mai nha. Nó có kẹo chưa? Ngay nhạy ngay tung hết trơn thì có để. Sọc vàng giùm em nha, 55 xạ 35. 55 xạ 35 Thu Ngân ơi. Trên 45 và dưới 65 kg vừa cho Mai 55 xạ 35. Sọc vàng. Mai có con trắng này đẹp nè. Bên. Ủa. Trắng nè, theo hình xương rồng. Trắng là theo hình xương rồng rồi mấy chị. Đẹp nha. Trắng theo hình xương rồng dễ thương quá. Trắng xương rồng cổ viền màu. Đi Nguyễn dùng cho kim heo ok chị. Con này 35.000 cho em mã trắng. Tôm to đẹp với chị nha. Mặc áo này với chị giặt mới giặt thoải mái. Không sợ đổ lông đâu. Tại vì áo này em cũng có lấy một cái em mặc màu trắng rồi. Con này nè. Lê với lại quần sọ dễ thương lắm. Em có mặc một cái em mặc rồi, giặt nó giặt rồi. Nó không bị đổ lông đâu với chị nha. Rất là đẹp. Trắng giùm em. Trắng với chị những hàng yếu ok chị nè. Trên xương rồng nha với chị nha, dễ thương lắm. Mặc nó rất là bụi luôn. Trên 45 những 65 kg người cho em mã trắng. Đỏ cái cứ có đẹp. Trắng đấy mọi người. À lấy cái màu hồng của chị Ni Nguyễn bỏ qua cho kim heo à. Nay vậy nở. Lên trắng thì bỏ lên trắng. Trên 45 và dưới 65 kg cho em vừa. Bỏ qua cho ai? Kim heo. Có dễ không? Có dễ nè. Trắng Thanh Nguyễn Thị. Cái này thấy còn đẹp hơn cái nãy nha. Cái này mà thấy còn đẹp hơn cái nãy luôn á. Nè. Cổ viền sọc thể thao, thêu trên ngực, tay viền. Trên 45 và 65 kg cho em vừa. Ô ô xin cái cây. Ô xin. Bài mày đẹp quá trời. Không có chung thiết phượng ơi. Bộ này. Đó, bóc lên cho cố. Bóc lên cho cố nha. Bóc ra để lại luôn. Bài nào con? Một, con đọc bài đấy. Một làn nhà vuông có phương vi 8 mét. Tính diện tích làn nhà đó. Phương vi chưa có cạnh, nó đi cạnh. Cái mặt cạnh. Cạnh. Chu vi, ý là cái phép tính con có cạnh. Ví dụ con có cạnh, con tính chu vi, con tính sao? Là diện tích hả? Chu vi. Chu vi là. Chu vi hình vuông tính sao? Cạnh đúng không? Lấy cạnh nhân 4. Cạnh nhân 4, đúng không? Ừ. Thì bây giờ con tính cạnh ra, con tính cạnh ra cạnh của nền nhà đó. Là con lấy 8 con chia cho 4. Đó, xong rồi con quậy qua con tính diện tích. Thì con có cạnh rồi. Cạnh bằng nhau mà đúng không? Đúng rồi. Thì con tính diện tích, ok. Hai phép tính. Là giải thứ nhất là cạnh này nhà nó dài. Ừ. 65 chú quay đầu vừa bên đây Nguyễn. Và nhớ cái hộp đơn bị hoàng về không của Lê Nguyễn ơi. Thank you.
Nhớ Hương gửi lại. Ờ, shipper nó không giao lại cái nó cho phải hoàn rồi luôn. Tiêu phát lại. Sáng ngứa gì mà em nha? Ngứa ở đâu ạ? À? Tỉnh nào mét đi xem chưa điện. Con này là dưới 60kg mà em vừa mấy chị nha, 60kg qua đầu vừa cho em Mai nè. Rồi, xét ngố 60kg lại vừa cho em, nguồn có túi cho mình nha, chút cô tông. Chút cô tông cho em Mai mấy chị nha, con này cho em mã đỏ. 40kg, 60kg vừa đỏ giùm em. Cái này sale 55. Có bụng phải không? Cái này sale 55 giùm em nha. Tôi chỉ được trả đi. Đỏ. Bốn mươi ký sáu mươi vừa đỏ giùm em, xả 55.000 bộ này, xả 50 luôn, xả 50 luôn bộ bộ đỏ này cho em Mai đỏ, trên 40 và dưới 60 ký vừa ngố nha. Có túi mình xả 50.000, 50.000 đỏ hình cô gái, hình cô gái nè, rất là xinh nha, trên 40 và dưới 60 ký vừa cho em đỏ 50.000 luôn. Hôm nay banh kho luôn, ế quá ế rồi. Ế quá ế rồi chị ơi. Đỏ cho Mai. Điên luôn à. Áo trắng ở đâu mặc hả? Chút này là chút cô tông. Cô tông. Ôi ơi. Đồ ăn hết. Hết à. Nó bụng mà. Ừ. Đỏ cho bên đi Vũ. Ủa xong chưa? Dạ. Đi đâu á? Không bài đó rồi, lấy nước cô cậu. Trời ơi, nó ngủa đi, đi kiếm chuyện. Đỏ cho Diễm Nguyễn, đỏ cho Nguyễn Hoàng Yến. Mà chắc không có ca đâu mà. Mà này cho mà đỏ cho mẹ Mai nha. Để thích thứ ba được không? Còn bộ ở ngoài nè mẹ. Đỏ chị Sally. À. Lấy cục đá cho mẹ quá. Không. Đổi cho Mai Ngọc 686. Đổi Thanh Nguyễn Thị nè, pin pin đi. Lấy thêm bộ đi mà. Hả? Lấy thêm bộ đi. À ờ. À ờ. Đổi Thanh Nguyễn Thị là bao nhiêu? Ok chị em mở lại chị coi nè. Cái lẽ con dục ở đây cho gì. Đó, chuyên gia quăng nhiều cái nào nó mé không mà. Đây là chị Hưng Hưng đỏ. Lên đi ra chữ em nè. Xách ngố giùm em nha. Đỏ cho em Mai đỏ 50k. Ở cái độ nghiêm á. Mai là hàng nghiêm á. Có hàng nghiêm á. Nó có vàng. Có cam thì phải. Ừ vàng đó đó. Thôi nó rồi. Mới dài. Nó ngân đỏ rồi ha. Ok. Đồ cho lưng chị hả? Là đồ nào? Chị cái đồ bữa em gửi lên đi chị nhận được rồi. Nhưng mà ý là cái đơn sau này để giờ khi nào nhận hàng chị tính trừ ra mà em chưa nhận được đúng không? Bị hoàn về đúng không? Phải không? Quần áo hả? Trời ơi. Rồi thôi này giùm em nha, 40kg tới 56kg vừa cho em Mai. Trên 40 và dưới 55-56kg bắt đầu vừa. Hả này cho em vàng nha, vàng 50 luôn mấy chị. Vàng 50. Trên 40 và dưới 56kg vừa cho em con này mã vàng 50 nè, chữ trò neo đơn giản ha. Vàng 50 giùm em. 75 xả 50 luôn con này. 75 xả 50. Hơn 751 mới đổi số hả?
Rồi Hưng Hưng nè. Lấy giấy Hưng Hưng bỏ mới tờ mới bỏ vô nha. Hưng Hưng đó. Vàng cho Nguyễn Hằng Yến. Vàng cho Benny Vũ. Bỏ số mới rồi. Không. Bỏ số cũ, bỏ số mới. Ờ, lấy số mới. 56 mới bắt đầu vừa giúp em. Ok, Hưng Hưng vàng. Gì? Hưng Hưng này hay vậy? Bên đi Vũ vàng đỏ. Là có vàng nè. Ờ, Hương Diễm vàng. Dưới 56 cái giúp em vừa. 75 xã 50 luôn mấy chị ơi, xã kho luôn. Ế quá ế rồi. Tụi con nó xíu tương tác giả mang. Quần có túi cho mình luôn nha. Con này cho Mai quần ngố có túi cho mình luôn nè. Vàng cho em nha 50. Vàng cho Thanh Nguyễn Thị. Dưới 56 cái vừa Kha ơi. Để em lấy. Áo này nè mọi người. Áo này mấy chị mua rồi mấy chị biết đúng không? Chốt nó đẹp cực kỳ. Cô Tông Thái xịn sò. Free size 4565 vừa nghe em, form vừa người đẹp. Nói chung là đẹp từ form áo, chốt áo, chữ thì nó theo đơn giản thôi. Em còn mấy con à? À. Ba cho em một tay cấu. Chồng tôi á. Giữ em trúng rồi rồi đó Úc Thành Nghĩa Thành 45-65 cái vừa áo này xả mấy chị 45.000 cho em 45.000 cho em qua áo cam này nha, lên mày mã cam. Em còn đơn hàng về nữa chị, phải không? Chị nhớ là vậy á. Đừng có cái gì đẹp con điên. Áo cam cho Mai nha. Trên 45 với 65 ký vừa. Đẹp lắm, áo cô Tông Thái. Chúc cô Tông Thái xịn sò, chủ theo đơn giản nè. Con này cho em mã cam. Xã 45. Buồn quá. Buồn quá xã luôn mấy chị 40. 40 ngàn luôn cái áo này. Cô Tông Thái bao đẹp nha. Đẹp lắm, áo này mami em lấy mặc mà. Mami có lấy mặc áo này nè. Rất là đẹp nha, cô Tông Thái vậy đẹp lắm. 40 ngàn luôn, xả luôn 40. Còn mấy cái à. Hốt nhanh mọi người ơi, đi Nguyễn Đầm Lê. Hốt nhanh lắm, mai đổi hứng, mai không bán được bây giờ. 40 ngàn luôn, cam. Chúc cô Tông Thái nha, xịn sò. Tại vì về, nó chỉ về mấy mẫu theo chữ đơn giản thôi. Nên xả luôn là mấy cái à. Cam cho chị Thu Phương, Nguyễn Thảo Nguyên. Còn hai cái cuối cùng, áo này hết rồi hả? Áo này còn không? Áo này nhớ gì còn mà đúng không? Chữ theo nè. Cao đi mấy chị ơi, còn hai cái. Rất đẹp lắm. Mặc ghép bộ với lại quần ngố cũng được nữa. Đây là cái quần ngố rồi nè. Cao nhân ơi Trần. Cao đi Diễm Nguyễn. Thích cam. Đây nè, mấy chị mặc với lại quần Asos nhà em nè. Quần nâng mông. Quần Asos nâng mông ghép thành bộ luôn á mấy chị. Asos nha, vải bao xịn luôn nè. Đây, thấy chưa? Ghép thành bộ mặt luôn. Tại vì cái phông áo đó là phủ mông giùm em nè. 40k 40 ngàn thôi, xả 40 ngàn thôi. Cô Tông Thái vải đẹp lắm. Mà hết cam rồi. Hết cam. Như còn ít không ta? Ừ, coi lại con à, nhìn nè, cái bao bì nè. Bao bì đục đục á. Mình có bao bì đục đục mà. Mà nó có chữ theo ở chính giữa. Rồi rồi, Nguyễn Nguyễn đã thích thì coi lại nha. Con này cho mã đen, 45-65 ký vừa đen dùm Mai. Nè, đen dùm Mai đâu mấy chị. Cô Tâm Thái, vải xịn. Xả luôn 40. Đây là còn 2 cái nha, theo chữ Balenciaga. Ờ, lên bộ xám luôn. Xám lên đây luôn, xám lên đây luôn, bé bé, cục xám.
À bộ không. Ủa anh im hả? Đâu đâu coi coi. Mới mẹ nhìn lạ vậy. Chị nói có hình nhớ này. À vậy hả? Trời ơi. Đây nè. Lừa đảo. Ủa quần em mặc hả chị? Quần này là em có size từ M tới 7 đến L. Size từ 49 tới 70kg vừa, dạng nâng mông. Quần áo xó nâng mông đó chị nha. Ôi đẹp lắm. Quần này chất thun nè. Chất là co dạng thoải mái luôn. Đây là chất vải umi. Hai túi trước giùm em, hai túi trước. Có size từ 40kg tới 70kg vừa, quần áo xó nâng mông giùm em ai. Quần này mấy chị đi tập gym nè, hoặc là mặc bộ kết hợp với ngố cũng được nữa. Nói chung rất là dễ mặc. Quần này thun mặc đã lắm, mát lắm. Mặc lên cái đùi thì nó gọn, giả man luôn. Áo quần, quần em có đủ hết nha. Đó đúng không? Áo quần có đủ hết. Quần em mặc 59.000, 59.000 quần Asos. Cái bao đâu rồi đó? Bao của nó đây nè, quần nâng mông Asos nè. Quần này ngoài thị trường người ta bán 85.000, 90.000 cái á. Ở ngoài ta đang bán 85, 90. Em đang bán 59. Áo đen giùm em, đen chị Thu Phương. 40.000 cái áo đen. Đen cho Ngọc Tú Trần. Quần 67kg 59.000 chị Thu Phương, ok chị lấy 3XL cho chị nè. Lấy size 3X cho chị Thu Phương nè. Quần đang mặc 49kg ok Diễm Nguyễn. Áo đen mai hết rồi, có 2 cái à. Trời ơi, tính ra là ghép nguyên một bộ này bao nhiêu? 40 với quần 59 là có 99.000 hả? Có 100.000 bộ rồi trời. Quần này mặc đã lắm. Asos xịn sò. Áo đen hả? Sao 7kg 3X một con mẹ 3X sao lớn nhất á. Rồi con này dây mã áo tím. Có tông thái nha, vải này vải có tông thái, vải dày nha, loại xịn á. Ủa con này đầm hả? Chết mẹ rồi. Đầm thì mai nha. Đầm này 45-65kg vừa, đầm nhẹ đầm xuông. 49kg xe gì con? Dạ 49kg hả? Lấy cho con L nè, L. L. Rồi đầm này xả 40 luôn. Con nó dở cái cục chả. Đầm này 40 nha, đầm xuông mấy chị mặc ở nhà mà mặc ngủ mà mặc ở ngoài cũng dễ thương nè. Đây con này là đầm tím nha. Nó lộn vô trong áo em sao xả luôn mấy chị 40. Free size trên 45 và 95kg vừa cho em mã đầm tím. Đầm với chị Ni Nguyễn. Ủa tôi em chưa có hàng chị yêu. Con này cho em mã đầm. Đầm giấy xôn. Cô tâm thái vải đẹp nè. Đường chỉ may rất là dày dặn nha mọi người nha. Đầm giùm em. Phi size 65 vừa. Nguyễn Ngay Nguyễn quần. Quần 65kg hả? Quần 65kg em. Đầm cho em 40.000 cho lên lên mở đầm. Đầm đi mọi người. Lộn áo đây em ta. Đầm đi ta. Đầm cho bên đi Vũ. Mua đầm ở nhà ngủ cho nó mát. 40.000 cho em mở đầm nha. AD Dead Adidas gì nè. Đầm tím. ADSD Dash nè trời ơi. Thiệt. Thánh Nguyễn Thị Đầm. Hai xong trở lên mai đi đơn nha mọi người nha. Đầm nè. Rồi áo. Áo Dior cho mai mã đỏ. Ủa chị nào có Dior này rồi biết ha. 45-65kg vừa cho mai đỏ. Đỏ đô Dior. Đỏ đô gì mai. Rồi áo còn mấy cái nữa hết rồi. 40.000 một cái. Trên 45 và 95kg vừa cho em mã đỏ. Đỏ nha, 40.000 cái cho em cô Tông Thái vải xịn dày theo chữ Dior. Cái gì vậy Bin? Giỡn với cục chả rồi đó. Em mã đỏ. Đỏ chị Ni Nguyễn.
Còn cái nha. Đỏ giùm em. Còn cái đỏ chữ vàng. Đỏ cho Sasami. Mã này cho em màu nâu da. Màu nâu giùm em, màu nâu nè. Trên 45 chữ 65 chữ vừa cho em mã nâu chữ theo. Đơn giản. Nâu còn có một cái duy nhất cuối cùng. Rồi 40 ngàn cho em mã nâu. Chốt nhanh mọi người ơi. Vàng Ngọc Tú Trần vàng. Hết đỏ sen thu ơi, Ngọc Tú Trần vàng nè. Hết đỏ mới còn màu nâu. Hốc nâu đi đất ơi. AD viết tắt không hiểu gì á. Nâu cái gì đầm lê rồi hết luôn. Cổ. Phải không? Adidas. Cô tông bộ ngố giùm em nha, ngố cô tông. Quần ngố màu xám nè. Quần là ngố trên gối, xám giùm em. Bộ này xả luôn. Hôm này là 65kg độ đại vừa. 62, 63kg, chị nào cao là 65kg giùm em xám. Bộ xám này xả cho mấy chị 50 ngàn xám cho em nha. Xám 50 cũng có túi nha. Xám Alexander Wang nè. Đẹp lắm, dễ thương lắm. Xám nha, còn đúng một bộ cuối cùng 50 xám. Còn này cho mà xám 50. Xám 50 giùm em xám. Xám. Hello nhỏ nhỏ. Con lấy vàng hả? Trời, bà chốt cái lẹ đi, bà chốt con lấy vàng. Đưa cái vàng cho bà coi lại. Vàng nào? Vàng Ngọc Tú Trần. Dạ. Sáng nó mua giùm em. Sáng với chị Sally. Mệt quá, buồn cái gì, người ta còn có 1 cái 2 cái à. Còn của cô là cô lựa nước đầu rồi. Giờ có 1 cái xả à. Chứ ngâm hoài. Vàng nè, gái ơi. Vàng theo chữ Coco Chanel nha. Có vàng theo chữ Coco Chanel nè. Sáng con bộ à. Hết sáng rồi. Bin 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 bin. Trắng giùm em mấy chị nha, trắng logo hình trái chuối theo. Ôi, cái này mặc với quần ngố cũng đẹp quá nè mấy chị. Con này mặc với quần ngố nè. Hồng một bộ nó cũng đẹp quá trời nè. 35 ngàn cho mai trắng, 45-65kg vừa. Ok, ngủ lúc trần. Rồi xả 35 ngàn con này nha, trắng theo hình trái chuối. Có chuối trắng, chuối đen. Chuối trắng, chuối đen nè. Trên 35 giữa 65 vừa nha, chuối vàng đâu. Vàng bỏ ra lại. Chuối trắng, chuối đen, chuối vàng 35k. Chuối trắng, chuối đen, chuối vàng nha Mai. Trên 45 và dưới 65kg cho Mai vừa. Có cái quần ngố đầu đen mặc cũng đẹp quá ha. Không ngờ luôn. Đấy thì vô ngày nào mà tới tháng thì nói chị Mai tính tiền nó quên. Không nhớ luôn. Trắng cho băng mốt cho một tay không nhớ. Trắng cho đát nè. Đợi chị mới hả? Ủa bữa nào? Băng mốt cho một tháng. Lương nhỏ kia ngày nào. Rồi giờ bán cho mấy bữa ấy nào khác cho nó nghỉ. Rồi đúng không con? Để đi cái đó tính sao đi làm đi. Hân Hân đợi địa chị mới. Ôi Mỹ đâu còn lấy lương đâu. Vàng mày hết rồi, vàng nó chốt khách rồi chị ơi, khách coi lại thôi. Vàng nó khách coi lại mà. Rồi 35 ngàn cho Mai kim heo lấy vàng, vàng chuối ha.
Ok, kim heo nè. Vàng đen trắng cho Mai thì hình trái chuối này dễ thương quá kìa. Đó là gì em? Con dài phụ không? Trời gì em? Trời ơi. Cái gì? Rồi. Dây này dây xúc luôn. Cái đồ đồ mua rồi. Cái dây nó như vừa. Không không, cái dây còn cái dây xúc luôn. Cái con ông trên đồ. Ghê tởm quá. Trời ơi, cái gì vậy? Chả. Giỡn cho cố vô. Còn mày học. Nhảy tới nhảy luôn nãy giờ. À, quần áo mặc 59 ngàn chị Bình Võ. Ok Phương Trang. Vàng 35 nha Nhân Phạm. Nguyễn Gái Huyền có quần 35, quần 65kg rồi nha. Có đen hả? Đen nè. Đây thôi cái chuối vàng. Đây thì mấy con này. Đen. Dạ hết rồi chị Thảo Vi ơi. Quần mang có chứ. Quần này là quần giả sót nâng mông. Bịt đâu rồi? Không, bịt là sót. Đắp đâu rồi? Quần này quần sót nâng mông nha. Quần mang 59.000 cái. Có size M, L, XL, 2XL và 3XL. Đủ size từ 40kg, 70kg vừa. Quần 40kg, 70kg vừa ở quần. Quần này chắc nó dạng lắm. Đen áo nè. Quần này dạng nâng mông dùm ơi. Áo sót nâng mông. Đằng sau này nâng mông rất là đẹp nha. Túi có cho mình luôn á. Con này là quần có túi luôn nha. Có đủ size 40kg, 70kg vừa. Quần mang có thể đi đâu lấy thêm đúng không ạ? Phương Trang một cái size 56 gì? 60kg ha. Ok Phương Trang nè. Không, chị về quần ngố à, chị chú có về dài. Con này mặc lên cái đùi nhìn nó gọn dễ sợ luôn á. Đùi đẹp. Đùi em bình thường áo to, đùi to lắm mà mặc quần này nên nhìn đùi nó gọn, ôm đùi. Có hết chưa? Rồi. Nó dở. Nó lại đi chị. Nó lại có ông này. Ok Phương Trang. Á à, mặc ao đã xả 35.000. Á mặc xả 35.000. Này là quần này phải không? Này là quần này phải không? Nãy, hồi nãy là quần này phải không? Dạ đúng rồi, Asos. Nhớ không giấu á. Ủa, mua rồi. Mua quần đó. Nhớ nữa, coi coi. Chị Bình Võ, đúng rồi, 56kg. Có, đúng rồi, có rồi. Rồi áo lẻ nè mấy chị nha, cô Tâm Thái. Vải này là hàng em đặt may rất là đẹp, hàng xịn sò. Vải này là đặt may nha, bộ này em đặt may nè. Cơm này là phi size dưới 65kg cho em. Phi size dưới 65kg vừa nha, dạng ombre.
Omri á, nó chạy lọt ở trên đây, nó chạy đầm màu hình á. Cái hình nó trên nó lọt nè, nó đầm từ xuống dưới ha. Pizza dưới 65kg vừa dùm em, cô Tông Thái xịn nha. Rồi mai còn màu xanh ngọc, màu trắng và màu nâu. Xanh ngọc, trắng, nâu, ba màu. Xanh ngọc, trắng, nâu. Ủa, trắng khác chứ. Xanh ngọc, nâu. Áo em sản chị 50 nha, 50 ngàn. 50 ngàn cho em phi size dưới salon vừa, 50k. Con này cho em mã nâu nè. Nâu cho em nha, nâu phi size dưới salon. Và trắng à, trắng nè. Một cái đá mặt cho Nguyễn Thiết An 35 ngàn, ok An nè. Lấy thêm một quần 56kg cho chị Diễm Nguyễn, ok chị. XL cho Diễm Nguyễn, à, bình vỏ chứ lộn, bình vỏ. Diễm Nguyễn nâu 50 nè. Dạ. Rồi mã này cho em trắng, 50k mã trắng giùm em. Vải này đẹp lắm, vải này dày xịn lắm nha, cực đẹp luôn. Phía xa dưới salon vừa giùm anh. Trắng, xanh và nâu ba màu. Cái này bánh gì? Sao cái này 2x rồi? Có 5kg là 3x không? Xanh ngọc hả? Xanh cho Nguyễn Ngày Nguyễn, dạ đúng rồi. Rồi còn cái trắng. Còn cái trắng 50 nè mấy chị. Lên bên mặt trắng đi. Nó chạy đường ngang nè. Cái chị mặc lên nó sẽ giống kiểu như bo bo dễ thương á. Con này nè. Trắng bản LV. Con này trắng hôm nay là trắng LV nè. Chị cho nhé. 50k con này. 50k con này. Có trắng và nâu. Ủa nâu hả? Nâu đỏ xanh ngọc kem à, Diễm Nguyễn đỏ xanh ngọc ha. Diễm Nguyễn đó xanh ngọc là tưởng nè, Diễm Nguyễn là xanh ngọc. Diễm Nguyễn nâu đỏ xanh ngọc. Ừ. Rồi con này cho Mai thay màu trắng nâu. Trắng con này, trắng nâu con này cho Mai nha, trắng nâu nè. Chạy viền áo ngang áo đẹp lắm. Trắng nâu cho con này nha, 50k, cô Tông Thái xịn nha. Xanh 50 cho Như Phạm, ok Như nè. Xanh cho Như. Pizza dưới salon ký vừa cho Mai trắng và nâu, mặc với là kết hợp với quần ngố cũng đẹp lắm nha mấy chị đẹp. Mặc dấu quần là kết hợp quần ngố cũng rất là đẹp nè. 65kg qua đầu vừa cho Mai trắng và nâu hai màu. Trắng nâu hai màu gì Mai? Sáu chục ký mẹ nó hai đi. Nâu trắng.
xanh này chị. Áo này em đặt may á, em đặt may đặt người ta làm á, em đặt vải xịn á, không phải đặt vải xù đâu. Vải của Tông Thái xịn luôn á chị, con này nè. Vải Thái xịn trò nè. Con này cho em mã xanh nè. Đẹp lắm, phi sai dưới salon vừa. Mặc áo này hồn hết là ai cũng thích hết trơn á. Con to, chất đẹp, mát, giả mang luôn á. Xanh ôm ri giùm em ở trên lợt, ở dưới đậm nè. Xanh đi chị Ni Nguyễn. Áo này xả luôn với chị 50 nè, mấy chị ơi, 50 nè. 50 cho em con này nha. Em có vàng và trắng, hai màu. Áo đá. Áo đá này là hình hình cái túi tiền á, hình cái túi tiền á. Cái chậu là cái chậu tiền là bao lì xì ở trên là tiền ở trên nè. Đó, những túi tiền á ha. Rồi bên đây là mấy cái đồng xu á, đồng xu tiền nè, đồng xu vàng á. Áo đá nha, áo này bao đẹp luôn. 50.000 với em 65 ký quay đầu vừa. 45 65 ký vừa, hai màu vàng trắng. Em hai màu vàng với trắng nè, 45 65 ký vừa cho em vàng trắng. 50 luôn nha, rất đẹp lắm. Chị nào mua áo này biết ha. Ủa, trắng thì trắng trâu. Lộn. Chị nào lấy của mấy mã trắng con trâu thì em nè. Trắng là con trâu nha. Trắng trâu và trắng túi tiền. Trắng trâu và trắng túi tiền. Bên đi vụ lấy vàng. Trắng trâu và trắng túi tiền nè. Đẹp lắm mọi người, phi size. Form giấu quần. Trên 45 dưới salon size 6 quay đầu vừa giúp em. Trắng túi tiền và trắng trâu. Trắng vàng cho em hai màu. Cho chị áo trắng túi tiền 50, ok chị Huỳnh Ngân. Áo lẻ gì? Áo lẻ gì? Áo mà rip á. Nó nguyên hàng á. Dạ. Trắng trâu và trắng túi tiền và màu vàng túi tiền giùm em. Đã lắm mấy chị ơi, mặc mát lắm. Thì có bỏ ra 50 ngàn rồi mua cái áo mặc hoài, mặc mấy năm trời luôn. Vàng gì trắng vậy? Vàng tiền thì bình vỏ, ok chị. Hả? Mua như vỏ, mua như vỏ vàng. Trắng vàng tiền. Vàng tiền cho chị bình vỏ nè. Trắng tiền chị bình vỏ. Rồi, đổi Superna hết trắng tiền nha. Trắng tiền còn không trời. Quần Assort. Quần Assort. Bánh né đi mọi người ơi. Bánh né đi mọi người. Bài vô bánh né đi mọi người ơi. Bánh này khác hình thứ còn. Dạ. Cái này nè. Để chung nó cho. Chung của nóng lắm. Chị ơi, túi tiền em hết rồi. Túi tiền hết trắng rồi chị. Túi tiền em hết trắng rồi, hết vàng túi tiền luôn, còn hình con trâu ha. Còn hình con trâu rồi chị yêu ơi. Đổi hình con trâu giùm em được không? Cái này 50k là hơn con trâu này luôn, còn trắng vàng 50k nè. Trắng vàng thằng con trâu. Trâu thần tài. Trâu may mắn. Năm con trâu nè mấy chị ơi, còn còn đây dưới rậm tháng 2 hả, còn tới 10 tháng nữa để mặc áo này. Nói chung mặc hoài được mà.
Thằng con trâu nha, trâu thần tài giùm em là còn vàng trắng nha. Đây mới đầu năm con trâu thôi. Mình ăn mạch máu này đi rồi 12 năm xong mình quay lại mặt tiếp. Mỗi năm em sẽ bán cho mấy chị mỗi con giáp. Cứ mỗi con giáp mấy chị quay lại. Quay đều đều, quay đều đều. Mua đủ 2 con giáp thôi. Đấy chứ còn vàng trắng trâu à. Đó này còn trâu nhiều à. Ơ à, bự quá trời rồi, từ 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 cũng bớt hết. Bạn có tiền hết rồi Thảo Nguyễn ơi. Còn trâu à nè. Còn trâu nha. Trâu trắng vàng. Mới cất luôn á chị ạ. Vàng đây nè. Vàng Nam Y Quỳnh. Nè, thằng con trâu nè. 465kg vừa. Được chị. Vàng tiền nè. Bên đi vũ lấy vàng tiền lại chốt cho chị bình võ nè, còn thiếu một cái. Bên đi vũ. Bên đi vũ nè. Vàng phải không? Đúng rồi. Đổi qua cái này. Cái này để chị bình võ. Đó là bình võ cả nha. Bình võ đúng không? Bình võ cái vàng này cái nữa hả? Dạ. Cái tiền. Cái chữ nè mấy chị. Chữ đi. Chữ chữ em tím. Chữ tím, chữ vàng giùm em nè. Bình mỏ có chữ đi cho dễ mặt nè. Bình mỏ có cái trắng nè. Cái vàng này nữa nè. Chữ đi chị Don't Smile nè. Chữ nha, chữ đơn giản nè. 4565 ký vừa giùm em chữ. Chữ vàng và chữ tím còn hai màu. 50k luôn, chữ vàng, chữ tím. Nguyễn Thánh Ly đi chung với Thuận Ruby đúng không ta? Bữa đi đơn đi chụp hồng chu vi là đi xuống hỏi ai vậy thì em cũng khó kiếm quá. Thường thường là đi chung đi em ở mấy bữa em gửi cho chị là gửi cho ai vậy ta, gửi cho chị luôn á chị, gửi chị tra số điện thoại em tra ra để đơn coi đơn chị đi chưa. Trâu vàng cho Minh Quỳnh. Minh Quỳnh có trâu vàng. Cớ sao ta lại hóa chia xa. Đây mình có trâu vàng nè. Chữ nó mai đi mẹ. Chữ vàng nè. Mình bỏ cái hai cái màu vàng chứ có cái trắng. Có mà, có cái trắng đá mà. Có cái ly để em tra đơn mình nè. Thôi đi thôi. Bỏ hai cái vàng đó. Hai cái này có giống nhau không vậy? Nhìn nhí. Mấy này có giống nhau không? Ủa? Rồi vậy là bỏ một cái ra, chỉ có vàng thôi. Vàng vàng hai cái. Mình bỏ không? Mình bỏ nãy có. Vậy là bỏ cái vàng lại đây. Có vàng rồi. Bỏ vàng, chốt vàng cho chị. Vàng túi tiền cho Thảo Nguyễn nè. Vàng túi tiền Thảo Nguyễn có nè. Có cái trắng không?
tím chữ trắng chữ đi mọi người, tím chữ trắng chữ nè. Có body màu trắng 53kg không? Áo body màu trắng nè. Có áo body màu trắng không? Chị mấy cái trắng thôi. Áo này màu trắng 53kg nha. Những cái này Mai đưa lên là 53kg vừa hết nha. Bao con diều rớt xuống là nó hốt hết. Body màu trắng là 5. Nguyễn Khánh Ly để em chụp lại cái nè. Dạ rồi, gửi body chị của chị ha. Cái gì cổng thun nữa con. Con này 5 dưới 54 khí cho Mai vừa nè. 53 54 cái qua đồng rồi cho Mai nè. Ở trên là nó nhúng nha. Chị mình bỏ lấy tím. Ok chị, tím chữ. Chị mình vỏ. Rồi áo này body kiểu của nó nè. 40 độ len nha, 53 54 cái qua đồng vừa cho em con này trắng. Trắng như mình trắng ngọc. Không, Nguyễn Ly bỏ đi, chị anh xuống thoại thôi. Trắng ngọc nè. Trắng ngọc dùm Mai, trắng ngọc. Đợi mình bỏ quăng xuống kìa. Lan cam là cái gì chị? Trắng ngọc nè. Trắng ngọc luôn. Áo body, cái này nó không có body nha. Cái này nó không có body nhưng mà cái kiểu nó rất là dễ thương, dễ thương. Dễ thương giùm Mai nè. 40kg tới 56kg vừa. 40 độ len nha, 56 57 cái đầu vừa cho Mai, tay dạng tay phòng nè. Ở dưới là xòe ha. Dán baby doll nha. Trắng phòng giùm em. 40 độ len 56 cái đầu vừa cho em trắng phòng. Nguyễn Khánh Ly nè. Anh đi xả 50 giùm em luôn nha, 50 luôn mấy chị. Cái này trung đơn. Rồi trắng này, trắng xòe 50. 50 trắng xòe 50k. Dạng baby doll. Rồi cái này cổ dây kéo nha. Cổ dây kéo nè. Cổ dây kéo nè, viền hai bên, giùm Mai viền thả hai bên. Con này dưới 54kg nha, cổ dây kéo. 40 độ len 54kg rồi, cho Mai xanh dương, tím, đen. Xanh dương, tím và đen, ba màu. Trời chị ơi, bữa giờ em kêu lặt hàng mà nó kêu công ty chưa có, công ty chưa về. Em muốn xỉu luôn. Có em gửi chị yêu liền nha. 54 cái lại vừa cho em Mai mấy chị nha. Xanh, đen và tím nha em, ba màu. Xanh, đen và tím. Có đóng rài hả? Trời ơi, tội nghiệp chị quá. Rồi. Trời ơi, thiệt tình luôn. Rồi. Rồi để em hỏi lần nữa nè. Chán đời. Bỏ
50k đen, xanh tím. Rồi trắng là kiểu tay tay phòng nè. Trắng kiểu tay phòng giùm em nha, trắng kiểu tay phòng. 50 nữa, 50 Hải Phương ơi, 50. Dưới 50 là 54 kg vừa. Trắng lỡ tay lỡ tay phòng. Bao bên vai, bao không bên vai nha. Con này trắng tay phòng giùm em, trắng tay lỡ cũng được. Trắng tay phòng, trắng tay lỡ 50.000. Alo. Là nguyên câu vậy luôn ha. Rồi. I see. Thì anh mang được 975. Cái em body chữ A 101 con ơi. 101 nha. Thôi mang xuống like đây nha mọi người. Body chữ E 101. Cái tay lỡ. Bye bye với chị đẹp. Cuối tuần chủ nhật vui vẻ nha. Đi chơi vui nè. Tối mai bye bye lên lại nha. Tối mai lên lại. Bye cả nhà. Cái nào dặn dò gì nó không mà trả cái quần này. Cái bao nữa. Cái chân là má ơi. Dạ. Ui anh tủ quá mà. Sao vậy? Ôi ngồi đất luôn cái này. Rồi, bye bye mấy chị đẹp nha. Bye, chúc tuần vui vẻ ạ.